Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 100. Tòa cổ mộ này rộng lớn vô cùng, hơn nữa nguy hiểm trùng điệp, năm đó lão tổ của cổ nhạc tộc đã tốn không ít tâm tư. Các đời người kế thừa Tu La Sơn, có thể xông qua cửa thứ ba, cơ bản cũng có thể xông qua cửa thứ tư, nhưng có thể xông qua cửa thứ năm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà xông qua cửa thứ năm, là có thể đi đến bên ngoài mộ huyệt chân chính, nhưng muốn mở mộ huyệt, không phải chỉ cần có thực lực là có thể làm được. Điều này cũng là lý do vì sao các đời người kế thừa Tu La Sơn cùng Tu La Điện Chủ, đều không thể mở được cổ mộ, lấy được cái gọi là truyền thừa. Thậm chí, còn không có người nào chân chính thấy qua truyền thừa. Công tử, vong linh sát mộ này có vẻ như cũng quá lớn rồi, hơn nữa cũng không có đường để tiến vào cửa thứ năm. Kiếm La hỏi. Những người khác cũng nghi hoặc không thôi, bọn hắn tiến vào vong linh sát mộ đã vài ngày, căn bản không nhìn thấy cái gọi là cửa ra. Dọc theo cổ lộ này tiến lên, có thể đi đến lối đi ra. Tiêu Phàm chỉ con đường dưới chân nói ra. Đúng rồi công tử, chúng ta cùng bọn Tả Giang Lê còn có lãnh đồng tiến vào thông đạo khác biệt, tại sao lại có thể gặp gỡ bọn họ trong vong linh sát mộ? Tiếu Thiên Dương lại hỏi. Dựa theo lẽ thường tới nói, chín thông đạo hẳn là không tương thông mới đúng. Muốn đi vào cổ mộ, tự nhiên không chỉ đơn giản là khảo nghiệm người, còn có tranh chấp giữa các người kế thừa Tu La. Tiêu Phàm lắc đầu, giải thích nói, tiến vào ải thứ nhất có 9 thông đạo là không sai, bởi vì ải thứ nhất có 9 địa phương. Nhưng ải thứ hai chỉ có 3 địa phương, đây cũng là nguyên nhân mà ải thứ hai chỉ có 3 đầu thông đạo, cứ thế mà suy ra, sau khi thông qua ải thứ ba, liền chỉ còn lại một đầu thông đạo, sau đó tất cả mọi người sẽ hội tụ tại vong linh sát mộ. Đám người nghe vậy, lộ ra vẻ đã hiểu, nói cách khác, từ cửa thứ tư bắt đầu, các người kế thừa sẽ gặp gỡ. Vừa dứt lời, đột nhiên Tiêu Phàm nhìn về phía một ngọn núi nơi xa, nơi đó, có mấy bóng người đang đứng, đang nhìn về phía của bọn hắn. Bọn Kiếm La theo ánh mắt Tiêu Phàm nhìn lại, thần sắc hơi ngưng tụ. Thần Vô Tâm, Sở Khinh Cuồng có chút ý muốn nói, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thần Vô Tâm cũng đi đến nơi này. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, hơi gật đầu ra hiệu, sau đó vung tay lên, một vệt sang bắn về vị trí của Thần Vô Tâm. Thần Vô Tâm giương tay bắt một cái, lòng bàn tay đột nhiên có một cái ngọc phù. Không chờ hắn mở ngọc phù, Tiêu Phàm đã mang bọn Kiếm La dọc theo cổ lộ nhằm về cửa thứ năm bay đi. Sau nửa ngày, đám người Tiêu Phàm đã xuất hiện trên một hẻm núi, trong hạp cốc mê vụ mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Mọi người cẩn thận một chút, cửa thứ năm chỉ là một thông đạo, nhưng hai bên lối đi là hư vô cực quang, chắc hẳn tất cả mọi người đã nghe nói qua sự đáng sợ của hư vô cực quang, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong một khi không cẩn thận bị đánh trúng, nhẹ thì nhục thân bị hao tổn, nặng thì linh hồn trọng thương. Tiêu Phàm nhắc nhở đám người. Đám người gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết rõ hư vô cực quang là vật gì, hư vô cực quang mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như có thể lấy được một tia để luyện hóa, chính là có thể xem như pháp bảo phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Lúc trước bên trong thần kiếp địa cũng có hư vô cực quang, nhưng chỉ có ngẫu nhiên một hai tia mà thôi, tu sĩ chỉ cần cẩn thận tránh quá, là có thể tránh thoát đi. Nhưng hư vô cực quang bên trong cửa thứ năm lại không phải nhiều bình thường, thậm chí đến mức dày đặc, cho dù chiến thần cường giả đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Nếu đã rõ ràng, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái. Kỳ thật hắn có một loại phương pháp, có thể làm cho những người này rất nhẹ nhàng vượt qua cửa thứ năm, chỉ là bản thân hắn gánh chịu một chút nguy hiểm mà thôi. Chính là để mấy người Kiếm La tiến vào tiểu thiên địa, một mình Tiêu Phàm vượt ải, khẳng định nhẹ nhõm hơn nhiều so với nhiều người cùng một chỗ vượt ải. Nhưng Tiêu Phàm cũng không làm như thế, hư vô cực quang tất nhiên đáng sợ, nhưng đồng dạng cũng có thể ma luyện đám người, nếu đám người ngăn cản không nổi. Tiêu Phàm cũng có thể ném bọn hắn vào bên trong tiểu thiên địa. Hơn nữa, hư vô cực quang còn có một tác dụng đặc biệt, nó phát ra một loại vầng sáng, có thể cường hóa linh hồn. Nếu mọi người đều đi tới nơi này, đó cũng coi là cơ duyên của bọn hắn, Tiêu Phàm cũng không có quyền tước đoạt cơ duyên của bọn hắn. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào bên trong hẻm núi mê vụ, vừa tiến vào hẻm núi, mê vụ bốn phía đột nhiên biến mất không thấy đâu. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở phía trên một hắc sắc bệ đá rộng mấy chục trượng. Phía trước hắc sắc bệ đá,
là một đầu hắc sắc thông đạo rộng chừng 1 mét, hắc sắc thông đạo không biết dùng đá gì chế tạo thành, tản ra quang mang yếu ớt, lại có thể giam cầm linh hồn lực, thậm chí, Tiêu Phàm phát hiện mình không thể ngự không phi hành. Hắc thạch ở hai bên lối đi, hắc phụ quay cuồng mông lung, tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Ngẩng đầu nhìn lại, phía cuối hắc thạch thông đạo, có một hắc sắc cung điện rộng lớn, từng chiếc cột hình rồng sừng sững, chống đỡ cả tòa cung điện, phía trên điêu khắc từng con sinh linh sinh động như thật. Phía trước hắc sắc cung điện, lại một quảng trường cỡ nhỏ, từng dãy bậc thang bằng đá dẫn lên cung điện, cửa lớn cung điện đóng chặt, có thể lờ mờ thấy được một chút đường vân ở trên. Một tòa cung điện, không phải phần mộ sao? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nói, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đi về phía trước. Vèo, đột nhiên, một chỉ từ trong hắc sắc sương mù bắn ra, Tiêu Phàm không kịp đề phòng, trong nháy mắt quang mang kia đã xuyên thủng đầu vai Tiêu Phàm, máu tươi phun ra. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại có từng đạo thần quang phun ra, chi chít, răng đầy mỗi một tấc không gian trong hắc sắc thông đạo. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó lùi ra phía sau mấy bước, trở lại khu vực an toàn, ngây ngốc nhìn phía trước nhiều hư vô cực quang như vậy. Vù vù, lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, chính là đám người Kiếm La, mấy người này vừa mới xuất hiện, cũng bị chi chít hư vô cực quang phía trước trấn trụ. Cái này, mẹ nó, ai có thể vượt qua được? Tiếu Thiên Dương trực tiếp nói tục, nhiều hư vô cực quang như vậy, không có khe hở nào, coi như thân pháp cường đại, cũng không nhất định là có thể bình yên vượt qua. Chẳng lẽ dựa vào nhục thân để ngạnh kháng hư vô cực quang sao? Thế nhưng hư vô cực quang không chỉ có vật lý công kích, nó còn ẩn chứa linh hồn công kích đáng sợ. Đích đến là hắc sắc cung điện ở trước mắt, nhưng trong lòng đám người dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ, dù là Tiêu Phàm cũng như vậy. Tiêu Phàm không sợ lực hư vô bên trong hư vô cực quang, nhưng những hư vô cực quang này có năng lượng quá dày đặc đến Tiêu Phàm cũng không chống cự được. Công tử, hư vô cực quang này, so với ở thần kiếp địa còn nồng đậm hơn mấy chục lần, lực hư vô càng vô cùng đáng sợ, đừng nói luyện hóa, đoán chừng đụng cũng không đụng vào được. Trên mặt Kiếm La lộ ra nụ cười đắng chát. Vừa rồi bọn hắn còn muốn luyện hóa một đạo hư vô cực quang, nhưng hiện tại, ngay cả tiến lên trước một bước cũng khó khăn. Tiêu Phàm gật đầu, lúc này hắn mới phát hiện, bản thân có vẻ như vẫn đánh giá thấp cửa thứ năm này, hư vô cực quang dày đặc như vậy, đừng nói chiến thần cảnh, cho dù là nhục thân thiên thần cảnh cũng bị xuyên thủng. Tiêu Phàm, chúng ta thử chờ xem đã, có lẽ qua một lúc những hư vô cực quang này sẽ biến mất cũng không biết chừng, cũng có khả năng có quy luật đặc thù. Thanh Phong lão tổ ngược lại vẫn tương đối trầm ổn, trong lòng cũng có cảm giác không hiểu kích động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân lại có thể nhìn thấy Tu La Vương cổ mộ trong truyền thuyết, cho dù không chiếm được truyền thừa của Tu La Vương, vậy cũng đáng giá kiêu ngạo. Tạm thời chỉ có thể như thế. Tiêu Phàm gật đầu. Thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, tựa như cũng không vội thông qua hắc thạch thông đạo. Một lát sau, hư vô cực quang xác thực biến mất, nhưng khi đám người Tiêu Phàm bước ra khỏi khu vực an toàn, hư vô cực quang lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết, muốn chờ hư vô cực quang hoàn toàn biến mất là không có khả năng, nếu như hư vô cực quang biến mất, vài vạn năm qua đã sớm biến mất. Ngay tại thời khắc bọn Tiêu Phàm trầm tư, lại có từng đạo lưu quang thoáng hiện. Ngay sau đó lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện ở phía trên bệ đá màu đen. Người vừa tới không phải ai khác, chính là đám người thần vô tâm đã gặp không lâu trước đó, bọn hắn vừa mới xuất hiện, đã đề phòng nhìn mấy người Tiêu Phàm. Mấy người Kiếm La cũng giống như thế, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối phương, chỉ có Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh, ra hiệu cho mấy người bọn Kiếm La đứng sang một bên. Thần vô tâm nhìn mấy người Tiêu Phàm một cái. Ánh mắt cuối cùng rơi vào lối đi hắc thạch phía trước. Giờ phút này, hư vô cực quang đã biến mất, hắc thạch thông đạo đã bình tĩnh trở lại. Công tử, chúng ta đến. Một đám thuộc hạ của thần vô tâm lộ ra thần sắc sợ hãi lẫn vui mừng, mấy người hận không thể lập tức phóng tới hắc sắc cung điện nơi xa. Nhưng thần vô tâm không mở miệng, bọn hắn cũng không dám tự tiện hành động. Cũng ngay tại lúc này, phía trên bình đài lại hiện ra từng đạo quang mang. Khí tức cường đại quét sạch bốn phía, cầm đầu là một thanh niên mặc áo bào trắng, trừ Tả Giang Lê còn có thể là ai? Tả Giang Lê vừa mới xuất hiện, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, tư thế như sắp đánh nhau.
Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thần vô tâm cũng ở đây, lúc này mới chậm rãi thu liễm sát ý, ánh mắt quét qua hắc thạch thông đạo một cái, sau đó âm dương quái khí mà nói, làm sao, các ngươi không dám tiến lên, chờ ta tới sao? Sắc mặt thần vô tâm cùng Tiêu Phàm bình tĩnh, nhưng thuộc hạ của bọn hắn lại không được bình tĩnh như vậy, phẫn nộ nhìn Tả Giang Lê. Cái gì gọi là không dám lên trước, chúng ta chỉ là vừa mới tới mà thôi, trong lòng thuộc hạ của thần vô tâm trầm ngâm nói. Tả Giang Lê tất nhiên không cho rằng Tiêu Phàm cùng thần vô tâm không dám tiến vào hắc thạch thông đạo, hắn cho là hai phe Tiêu Phàm và thần vô tâm đang đối chọi nhau. Thần vô tâm, truyền thừa của Tu La Vương này vốn là thuộc về Tu La Vương tộc ta, ngươi sẽ không chắp tay nhường cho người khá chứ? Tả Giang Lê lại tiếp tục nói, trong ngữ điệu có mấy phần ý vị châm ngòi. Tất nhiên sẽ không, thần vô tâm thản nhiên nói. Tả Giang Lê nghe vậy, sâu trong đáy mắt lóe qua một tia mừng rỡ, nói, đã như vậy, có phải hay không nên đuổi những người không liên quan khỏi nơi đây? Ta cần ngươi chỉ ta cách làm việc sao? Trên mặt thần vô tâm lóe qua một tia tức giận, hắn rất khó chịu với thái độ cao cao tại thượng kia của Tả Giang Lê. Nói một câu không dễ nghe, Tả Giang Lê chỉ là một người yếu nhất bên trong 8 người kế thừa, thần vô tâm cho tới bây giờ đều không đặt hắn ở trong lòng. Dù bây giờ hắn trở nên có chút khác biệt, thần vô tâm cũng không coi hắn thành đối thủ, tất nhiên khó chịu với bộ dáng lão tử là thiên hạ đệ nhất của hắn. Tả Giang Lê cau mày một cái, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng hắn dường như có một luồng nộ khí không cách nào phát tiết, Tiêu Phàm không nhìn nhận hắn cũng thôi đi, thần vô tâm vậy mà cũng dám khinh thường hắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, tình hình có vẻ như không phát triển theo sự tưởng tượng của hắn, việc này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tả Giang Lê cũng không dám bức bách thần vô tâm, thật muốn đắc tội thần vô tâm, Tiêu Phàm lại bổ thêm một đao, mình có khả năng là kẻ thứ nhất bị đào thải. Đồ vật nơi này Tả Giang Lê ngược lại cũng không quan tâm, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Tiêu Phàm rời đi nơi đây, bởi vì trên người Tiêu Phàm nắm giữ truyền thừa của Tu La Vương chân chính. Vèo đột nhiên, hư không lại khẽ run lên, lại có 6 bóng người xuất hiện ở phía trên hắc thạch bệ đá, một người kế thừa cuối cùng Tả Sát mang theo thuộc hạ đến. Khi thấy Tiêu Phàm, thần vô tâm và Tả Giang Lê đang ngầm đối chọi lẫn nhau, Tả Sát vội vàng mang theo thuộc hạ đi đến một bên, để tránh gặp tai bay vạ gió. Trong 4 đội ngũ của bọn hắn, đội của Tả Sát nàng là yếu nhất, một khi xông lên, kẻ chết đầu tiên, cũng không phải là người khác. Tả Sát, người có gặp bọn Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh? Tả Giang Lê trầm giọng nói. Tả Sát nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm, bên trong ánh mắt có một chút hoảng hốt. Tả Giang Lê thấy thế, sao còn không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, người biết rõ cái gì cứ việc nói, chúng ta đều là người của Tu La Vương tộc, tất nhiên đứng ở trên cùng một con thuyền. Đám người Thiếu Thiên Dương nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, Tả Sát biết rõ sự tình bọn hắn giết Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh. Nếu nàng nói ra việc này, Tả Giang Lê vừa vặn có cớ đối phó bọn hắn. Kỳ thật nếu chỉ có Tả Giang Lê, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, nhưng vạn nhất chọc giận thần vô tâm, bọn hắn 3 người liên thủ, Tiêu Phàm một phương không nhất định có thể địch lại. Dù sao Tiêu Phàm trước đó đã đánh với Tả Giang Lê một trận, coi như mạnh, cũng mạnh có hạn. Bọn hắn bị Tiêu Phàm giết, ngữ khí Tả Sát có chút run rẩy, tựa như là bị dọa không nhẹ. Cái gì? Những người khác đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bên trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia phẫn nộ. Lần trước Tiêu Phàm giết Tả Lân cùng Tả Vân Mặc thì thôi, bây giờ lại giết Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh, chẳng lẽ hắn là khắc tinh của người kế thừa sao? Hoặc là nói, hắn thực sự không để Tu La Vương tộc vào mắt. Tiêu Phàm, vốn để ngươi lấy được truyền thừa của Tu La Vương cũng không có gì, thế nhưng ngươi dám nhiều lần giết hại người của Tu La Vương tộc ta, đáng chết. Tả Giang Lê đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm. Tả Sát thấy thế, sâu trong đáy mắt lóe qua một tia mừng rỡ, một màn này, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được, không cần nghĩ cũng biết rõ, Tả Sát là cố ý nói ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, bất quá thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa gì, ánh mắt như nhìn một tên hề đang nhảy nhót để nhìn Tả Sát cùng Tả Giang Lê. Thần vô tâm, ngươi chẳng lẽ vẫn thờ ơ, thật sự muốn chờ người của Tu La Vương tộc chết hết,
người mới nguyện ý đối phó hắn sao? Tả Giang Lê sắc mặt âm trầm nhìn Thần Vô Tâm nói. Lông mày Thần Vô Tâm hơi nhíu, nhìn Tiêu Phàm một cái, thần sắc rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Trong lòng Tả Giang Lê phiền muộn không thôi, hắn muốn gây mâu thuẫn giữa Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm, nhưng hiện tại xem ra, Thần Vô Tâm căn bản không có ý đánh với Tiêu Phàm một trận. Kỳ thật, Tả Giang Lê là có mấy phần nắm chắc có thể giết chết Tiêu Phàm, thậm chí lấy được truyền thừa của Tu La Vương, nhưng Thần Vô Tâm ở chỗ này, nếu như Thần Vô Tâm phát hiện, đến lúc đó khẳng định có phiền phức. Nếu như Tiêu Phàm và Thần Vô Tâm có thể đồng quy vu tận, hoặc lưỡng bại câu thương, đó mới là việc không còn gì tốt hơn. Nhưng tất cả chuyện này, cũng không phát triển theo dự liệu của hắn, trong lòng Tả Giang Lê cũng có chút nóng nảy. Khi Tả Giang Lê phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Phàm, đột nhiên Tiêu Phàm mỉm cười, làm một cái mời thủ thế nói, mời biểu diễn thỏa thích đi, ta đang xem. Biểu diễn thỏa thích, Tả Giang Lê có loại xúc động muốn chửi, đây là xem mình như thằng hề sao. Không thể không nói, Tiêu Phàm thật đúng là chỉ coi Tả Giang Lê là một thằng hề nhảy nhót, bởi vì hắn biết rõ, Thần Vô Tâm nhất định là sẽ không xuất thủ bởi vì đây là hiệp nghị giữa Tiêu Phàm và Tu La Sơn chủ đạt thành. Trước đó Tiêu Phàm cho Thần Vô Tâm ngọc phù, bên trong đã nói rõ nội dung hiệp nghị. Chí ít, trước khi thấy truyền thừa của Tu La Vương, Thần Vô Tâm sẽ không ra tay với Tiêu Phàm. Thần Vô Tâm, ta biết rõ ngươi sẽ không quan tâm đến sinh tử của chúng ta, nhưng là... Lông mày Tả Giang Lê hơi nhíu, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói, nếu như ta cho ngươi biết, Tiêu Phàm đã lấy được truyền thừa của Tu La Vương thì sao? Lời này vừa nói ra... Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, khuôn mặt không hề bận tâm của Thần Vô Tâm kia, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Tất cả mọi chuyện hắn đều có thể không quan tâm, nhưng cùng truyền thừa của Tu La Vương có quan hệ sự tình thì lại khác, đi tới giới này, nguyên nhân chính là vì truyền thừa của Tu La Vương. Lời hắn nói là thực, Thần Vô Tâm vẫn một mực trầm mặc rốt cục phun ra một câu. Tiêu Phàm thần sắc như thường. Cười nhạt một tiếng nhún vai nói, ta ngược lại cũng muốn lấy được truyền thừa của Tu La Vương, nhưng ta chân trước bước vào nơi này, người chân sau đã đến, ta có thời gian lấy được truyền thừa của Tu La Vương sao? Thần Vô Tâm cau mày một cái, Tiêu Phàm cũng không có lửa hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tả Giang Lê, trong mắt lấp lóe một chút giận dữ, ngữ khí lạnh như băng nói, người muốn mượn đao giết người. Tả Giang Lê nhất thời không biết nói cái gì. Hắn xác thực là muốn mượn đao giết người, nhưng lời hắn nói ra cũng là thật. Nếu như không phải muốn để Thần Vô Tâm và Tiêu Phàm tàn sát lẫn nhau, hắn cũng không muốn để lộ chuyện Tiêu Phàm đã lấy được Thần Vô Tận truyền thừa, nhưng hắn không nghĩ tới là Thần Vô Tâm lại hoàn toàn không tin. Giờ phút này, trong lòng Tả Giang Lê như có hàng vạn tuấn mã chạy qua, khi hắn nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Tiêu Phàm, trong lòng càng phiền muộn muốn thổ huyết. Thần Vô Tâm, ta nếu lừa ngươi, trời tru đất diệt. Tả Giang Lê chỉ có thể quyết tâm thề. Không thể không nói, cái này vẫn có một chút hiệu quả, lông mày Thần Vô Tâm hơi nhíu, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, nói cái kia chính là thực. Nếu ngươi đã tin tưởng hắn như thế, có nói thêm nhiều cũng không giá trị. Thần sắc Tiêu Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, thật muốn khai chiến, cho dù Thần Vô Tâm liên thủ với Tả Giang Lê, hắn cũng không sợ. Có điều. Lời nói của Tiêu Phàm lại xoay chuyển, nói ta có hai việc muốn nói rõ, thứ nhất, ở cửa thứ tư, ta đã tru sát một số vong linh có phần cường đại, khiến Tả Giang Lê không có hồn hỏa để tranh đoạt, hắn tất nhiên muốn giết ta. Hơn nữa, trước đó ta cùng với hắn đấu qua một trận, hắn không phải đối thủ của ta, cho nên hắn muốn mượn tay ngươi để đối phó ta, nếu ngươi tin tưởng, đại khái có thể cùng hắn cùng tiến lên. Thần Vô Tâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng sát mang. Hắn như thế nào không nghe ra vẻ khinh thường trong lời nói của Tiêu Phàm đây? Ý của Tiêu Phàm rất rõ ràng, dù là Thần Vô Tâm ngươi và Tả Giang Lê cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Thứ hai, ta nếu đã lấy được truyền thừa của Tu La Vương, sẽ còn đứng ở chỗ này, chờ Tả Giang Lê vu hãm sao? Tiếng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Tả Giang Lê nghe vậy, hắn cuối cùng cũng biết rõ tại sao Thần Vô Tâm không tin. Nếu như không phải trước đó hắn cảm nhận được huyết khí nồng đậm trên người Tiêu Phàm, chính hắn cũng không tin. Hừ, người gạt ta, đều không có kết cục tốt. Thần Vô Tâm hừ lạnh một tiếng,
từng bước một bước về phía Tả Giang Lê, khí tức cường đại từ trên người Thần Vô Tâm hiện ra. Dù Thần Vô Tâm chỉ dọa Tả Giang Lê, mấy người Tiêu Phàm cùng Tả Sắt đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp cường đại. Thần Vô Tâm, ta không lừa ngươi, khi chưa tiến vào Tu La Sơn hắn đã lấy được truyền thừa. Tả Giang Lê lo lắng nói, tựa như vô cùng không nguyện ý chiến đấu với Thần Vô Tâm. Thực sự là trò cười, nếu trước kia ta đã lấy được truyền thừa, ta còn phải liều sống liều chết tiến vào Tu La Sơn sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa. Tả Giang Lê khiêng đá đập lên chân mình, lần này chơi lớn rồi. Nếu như Thần Vô Tâm và Tả Giang Lê có thể đánh đến mức ngươi chết ta sống, thì không còn gì tốt hơn. Đám người Thiếu Thiên Dương lúc này mới phát hiện, có vẻ như bọn hắn chưa vượt qua được hư vô cực quang, cũng có chỗ tốt, nếu thật sự có người đã đi qua, có lẽ ba người kế thừa sẽ vây công bọn hắn. Thần Vô Tâm, chỉ cần ngươi thay ta giết Tiêu Phàm, ta sẽ từ bỏ tranh đoạt truyền thừa của Tu La Vương. Tả Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không muốn liều mạng với Thần Vô Tâm, để Tiêu Phàm được lợi. Quả nhiên, Thần Vô Tâm nghe vậy, lúc này mới ngừng thân hình, thật ra hắn cũng không muốn liều mạng với Tả Giang Lê, hoặc cho dù liều mạng, cũng tuyệt đối không phải bây giờ. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, ân oán của các ngươi, tự xử trí. Tiếng nói rơi xuống, đột nhiên Thần Vô Tâm lấy ra một ngọc bút màu đen, lăng không vạch một cái. Hư không tựa như đột nhiên xuất hiện một quang môn, Thần Vô Tâm mang theo người của mình bước vào bên trong quang môn. Vô Tâm đại ca, chờ ta, Tả Sắt lập tức kêu to, muốn nhanh chóng xông lên, nhưng quang môn trong nháy mắt đã đóng lại, Tả Sắt uổng công vô ích. Sau một khắc, đám người Thần Vô Tâm đã đến trên quảng trường nhỏ trước Hắc Sắc cung điện. Bảo bối tốt, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm ngọc bút màu đen trong tay Thần Vô Tâm, trong lòng cảm thán. Có thể cắt đứt hư không ở chỗ này, xuyên qua hư vô cực quang, chí ít cũng là một kiện pháp bảo. Tả Sắt lo lắng nhìn Tiêu Phàm, nàng vừa rồi chỉ vì muốn hãm hại Tiêu Phàm, sao có thể nghĩ đến, chỉ có Tả Giang Lê nguyện ý động thủ với Tiêu Phàm, Thần Vô Tâm lại căn bản bất động. Tiêu Phàm, Tả Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, Thần Vô Tâm không động thủ, kế hoạch của hắn liền thất bại. Chỉ là, nếu như hiện tại không động thủ, về sau rất khó để tìm Tiêu Phàm, lại càng không cần phải nói đoạt xá Tiêu Phàm. Huống chi, Tiêu Phàm có vẻ như cũng không dự định buông tha hắn. Chỉ thấy Tiêu Phàm mở rộng bước chân, đi về phía Tả Giang Lê, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, Tả Giang Lê, kế hoạch của ngươi có vẻ như đã thất bại. Ánh mắt Tả Giang Lê lấp lóe, hắn không biết tại sao Thần Vô Tâm không động thủ với Tiêu Phàm, dựa theo lẽ thường, bản thân nguyện ý hợp lực đối phó Tiêu Phàm. Thần Vô Tâm hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Ngươi có biết tại sao Thần Vô Tâm không động thủ không? Tiêu Phàm lại nói, kia ngữ khí tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện, không đợi Tả Giang Lê phản ứng, hắn lại nói, bởi vì ta cũng từ bỏ truyền thừa của Tu La Vương. Lời này vừa nói ra, bọn Thiếu Thiên Dương trợn to hai mắt, trong đầu mấy người không khỏi hồi tưởng tới ngọc phù trước đó Tiêu Phàm ném cho Thần Vô Tâm. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực từ bỏ tranh đoạt sao? Nếu thật sự là như vậy, tại sao còn mang theo bọn hắn bất chấp nguy hiểm xông vào Tu La Sơn cùng cổ mộ? Chỉ có Tả Giang Lê biết rõ, truyền thừa của Thần Vô Tận đã rơi vào tay Tiêu Phàm, buông hay không buông căn bản không có gì khác nhau, bởi vì trong này đã không còn cái gọi là truyền thừa. Nhưng mấu chốt là Thần Vô Tâm không biết, hắn một mực cho rằng truyền thừa của Tu La Vương ngay ở bên trong mộ huyệt, sao có thể nghĩ đến? Cái gọi là truyền thừa ở 2 vạn năm trước đã bị Thần Vô Tận đưa ra khỏi thiên địa lao ngục. Không phải ngươi muốn đoạt xá của ta sao, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Thần sắc Tiêu Phàm bỗng lạnh lẽo, ngữ khí cũng biến thành rét lạnh vô cùng. Nếu như đã nói ra, vậy thì không còn cái gì phải giấu giếm. Sở dĩ tam trưởng lão Tu La Sơn nhiệt tình với nhất mạch Tu La Điện bọn hắn như thế. Chẳng qua là bị tàn hồn của đại trưởng lão muốn lợi dụng Tu La Điện điện chủ, mệnh lệnh tam trưởng lão mà thôi. Chỉ là lực huyết mạch của các đời Tu La Điện chủ đều không đạt tới yêu cầu của tàn hồn đại trưởng lão, cho nên bọn hắn mới có thể yên ổn rời đi. Bằng không, tàn hồn đại trưởng lão đã sớm đoạt xá, tựa như Tiêu Phàm, huyết mạch lực trong thân thể hắn khiến cho đại trưởng lão ghen ghét, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi? Tiêu Phàm có khả năng thực sự đã lấy được tất cả của Thần Vô Tận, chỉ cần đoạt xá hắn,
đại trưởng lão liền có thể hoàn thành ước mơ của bản thân, lấy được truyền thừa của Tu La Vương. Hừ, địa phương này quá nhỏ, không đủ để thi triển thân thủ, có gan đi theo ta. Tả Giang Lê hừ lạnh một tiếng, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm, sau đó bàn chân giẫm một cái, một mê vụ bao phủ hắn, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất khỏi bệ đá đen. Ha, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, làm sao hắn không biết, Tả Giang Lê chỉ muốn tìm nơi dễ chạy trốn để khai chiến. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm cũng biến mất khỏi bệ đá đen, bọn Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương cũng cùng đi lên, thậm chí ngay cả Tả Sắt cùng thủ hạ của Tả Giang Lê cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trên quảng trường trước Hắc Sắc cung điện, lông mày Thần Vô Tâm hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng, linh hồn trên người Tả Giang Lê là ai? Còn có cái gì không thể gặp người sao? Thần Vô Tâm không cho rằng Tả Giang Lê không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, sở dĩ muốn dẫn dắt Tiêu Phàm rời đi, chỉ là vì không muốn để cho hắn Thần Vô Tâm nhìn thấy mà thôi. Ngẫm lại, Thần Vô Tâm lại lấy ra ngọc bút màu đen lăng không vạch một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mang theo người khác cùng đi theo. Đám người rời khỏi Hắc Thạch Ngọc Đài, xuất hiện lần nữa đã là ở trong Vong Linh Sát Mộ, Tiêu Phàm và Tả Giang Lê đứng lơ lửng trên không, tuy chưa động thủ, nhưng hai khí tức cường đại đã đụng vào nhau. Ngươi sẽ không may mắn như các đời Tu La Điện chủ trước, Vong Linh Sát Mộ này, vừa vặn sẽ trở thành mộ của người ngươi. Tả Giang Lê lộ vẻ dữ tợn, trong đôi mắt có một tia tham lam. Với tính cách không coi ai ra gì này của ngươi, ta đã có thể đánh bại ngươi một lần, thì tất nhiên có thể đánh bại ngươi nhiều lần. Tiêu Phàm tùy ý cười nói, một sợi tàn hồn mà thôi, có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại rất hiếu kỳ, tàn hồn đại trưởng lão vì sao lại tự tin như vậy, bộ dáng ăn chắc hắn. Vừa rồi, trong lòng hắn lại cảm thấy một cảm giác nguy cơ, thậm chí so với trước còn mãnh liệt hơn. Hy vọng sau đó ngươi còn có thể nói được, Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên, thân hình hắn động, Thái Huyền Thần Du bộ hắn cũng có thể thi triển cảnh giới đệ nhị trùng huyền ảnh, thời gian một nhịp hô hấp đã đến trước người Tiêu Phàm. Cũng may Tiêu Phàm vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Tả Giang Lê, hắn chém ra một kiếm để đỡ lại. Bàn tay Tả Giang Lê tỏa ra huyết quang, một tay bắt lấy Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm, một cái tay khác hóa thành chảo đánh tới trái tim Tiêu Phàm, xuất thủ mạnh mẽ vang dội. Không thể không nói, đại trưởng lão thực sự đáng sợ, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực bộc phát của hắn, cũng vượt xa chiến thần cảnh. Dù sao, hắn đã từng gần đạt tới tồn tại thần vương, đây cũng là nguyên nhân hắn tự tin như vậy, một người bên trong tiểu thế giới, sao có thể là đối thủ của hắn. Keng, tại thời khắc móng vuốt của hắn tới gần ngực Tiêu Phàm, một cái tay khác của Tiêu Phàm lại xuất hiện một chuôi đao gãy, hung mang bắn ra bốn phía, không kém gì Tu La kiếm, chính là đồ thần đao. Tả Giang Lê cũng phản ứng rất nhanh, móng vuốt lần nữa biến thành huyết sắc, chộp vào bên trên đồ thần đao, vậy mà phát ra thanh âm kim loại va chạm. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn không thể không thừa nhận, Tả Giang Lê là đối thủ khó dây dưa nhất của hắn từ trước tới nay, còn đáng sợ hơn cả linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh, và hóa thân thiên thần của Minh Yểm. Thủ đoạn cường hóa nhục thân của hắn, và tốc độ thân pháp đáng sợ, vậy mà lờ mờ có thể ép mình được. Hây, hai tay Tả Giang Lê bắt lấy đao kiếm trong tay Tiêu Phàm, đột nhiên há thét lên một tiếng quát chói tai, hư không bỗng nổ tung, sóng âm đáng sợ xông thẳng tới ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không kịp đề phòng, đao kiếm trong tay run lên, Tu La kiếm cắt đứt ngón tay phải của Tả Giang Lê, sau đó chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, bị sóng âm công kích đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt bị chấn nát, lục phủ ngũ tạng hóa thành vô số mảnh vỡ, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Công tử, nơi xa, thần sắc đám người Kiếm La đại biến, hắn đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, còn chưa từng thấy Tiêu Phàm bị thiệt thòi lớn như vậy, đây là lần thứ nhất. Nhất là chiến đấu với tu sĩ cùng thế hệ, Tiêu Phàm chưa từng bị đánh bại, thế mà hôm nay lại bị thương. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển sinh tử áo nghĩa, nhanh chóng khôi phục thương thế, hắn không ngờ tàn hồn đại trưởng lão lại nắm giữ âm sát công kích đáng sợ như thế. Lúc trước Tiêu Phàm đã đánh với Tả Giang Lê một trận, hiển nhiên lúc đó không phải toàn bộ thực lực của Tả Giang Lê, hắn còn giữ lại, chỉ chờ một kích giết chết Tiêu Phàm. Không hổ là đã từng tiếp cận gần tồn tại thần vương.
Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, lau máu tươi ở khóe miệng, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nhiều thủ đoạn như vậy, hắn là người lợi hại nhất trong số những người Tiêu Phàm đã gặp qua, cho dù là Tiêu Phàm, những chiến kỹ đã tu luyện ở trước mặt hắn cũng là lấy trứng chọi đá. Ngươi không phải rất mạnh sao? Có vẻ như cũng không khá hơn ai, ngay cả một kích tùy ý của ta cũng không tiếp được, xem ra ngươi chắc chắn không thể sống sót. Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng, vừa nghĩ tới có thể lấy được truyền thừa của thần vô tận, hắn cười không ngậm miệng được. Tiếng nói vừa dứt, khí tức trên người Tả Giang Lê đột nhiên trở lên vô cùng đáng sợ, một trận phong bạo xé rách hư không, nghiền ép tới Tiêu Phàm. Sau lưng hắn, lờ mờ có thể nhìn thấy một tu la ma ảnh huyết sắc, bộc phát ra khí tức ngông cuồng, ngay cả thiên địa cũng không chịu được luồng áp lực mênh mông kia. Không gian bắt đầu gào thét, vong linh khô lâu bốn phía đều nằm dạp trên mặt đất, đến đầu cũng không nhấc lên nổi, cát đá bay loạn, vòi rồng giận dữ giữa thiên địa. Tiêu Phàm cảm nhận được áp bách không gian đáng sợ, bộ mặt hắn khẽ vặn vẹo, luồng sức mạnh này rõ ràng không phải áo nghĩa, lại tỏa ra khí tức đáng sợ hơn so áo nghĩa. Thủ đoạn thần thông, trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống. Thủ đoạn thần thông chia làm hai loại, theo thứ tự là tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông. Tiên thiên thần thông vốn là bẩm sinh có trong thân thể tu sĩ, chỉ có siêu việt thiên thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra được. Mà hậu thiên thần thông, lại là trong quá trình tu luyện mà thành, cùng công pháp chiến kỹ không có gì khác nhau, chỉ là ẩn chứa một đặc tính thần thông, uy lực vô cùng lớn. Thiên thần cảnh bình thường không có khả năng lĩnh ngộ ra tiên thiên thần thông, nhưng lại có thể tu luyện hậu thiên thần thông, thủ đoạn này không phải chiến thần cảnh có thể so sánh. Tiểu tử, đừng để ta ra vừa tay đã đùa chết ngươi. Ha ha, Tả Giang Lê càn rỡ cười lớn, đánh ra một đạo thủ ấn, bốn phía phong bạo đồng thời động, điên cuồng nghiền ép về Tiêu Phàm. Loại sức mạnh này, nếu đổi lại là chiến thần cảnh đỉnh phong khác, có lẽ tùy tiện là có thể giết chết. Cho dù là Tiêu Phàm, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, có lẽ cũng khó thoát tai kiếp. Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không đứng đó chờ chết, bước chân hắn không ngừng biến hóa, Thái Huyền Thần Du Bộ được hắn thi triển đến cực hạn, tránh thoát phong bạo đánh giết trong đường tơ kẽ tóc. Thực lực của ta cũng tạm được, nhưng thủ đoạn vẫn quá ít. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm xuống, đây chính là khác nhau giữa tu sĩ ở tiểu thế giới và tu sĩ ở đại thế giới. Mặc dù có được rất nhiều tin tức trong tu la truyền thừa, bên trong có nhiều thần thông, nhưng hiện tại hắn chưa kịp tu luyện thủ đoạn thần thông cường đại trong đó, đối mặt Tả Giang Lê thấy có áp lực rất lớn. Phụt, cuối cùng vẫn có một đạo phong nhận quét trúng Tiêu Phàm, cánh tay hắn phun máu tươi, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, vết thương trên người Tiêu Phàm càng ngày càng nhiều, rất nhanh máu tươi thấm đẫm cả áo bào đen. Nhưng con người Tiêu Phàm lại càng ngày càng trấn tĩnh. Nhìn chằm chằm vào Tả Giang Lê ở nơi xa. Hắn kinh ngạc phát hiện, giờ phút này sắc mặt Tả Giang Lê cũng dần trắng bệch, rất hiển nhiên, thi triển ra thần thông, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Chẳng lẽ tên này muốn đồng quy vu tận cùng mình? Tiêu Phàm lắc đầu, lão già này âm mưu đã vài vạn năm, làm sao có thể đồng quy vu tận cùng mình? Đột nhiên, con người Tiêu Phàm khẽ run lên, trong nháy mắt tựa như hiểu ra cái gì đó, trong lòng kinh hãi nói. Hắn muốn đoạt xá nhục thân của ta, hắn đương nhiên sẽ không thèm quan tâm nhục thân của Tả Giang Lê, hắn hiện tại chỉ muốn đánh trọng thương thân thể cùng linh hồn của ta, rồi cho ta một kích chí mạng, đoạt xá thân thể ta. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao tàn hồn đại trưởng lão có thể tự tin sẽ đoạt xá được nhục thân của ta. Hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, dù mạnh hơn cũng tối đa chỉ là nửa bước thiên thần cảnh mà thôi, đến thiên thần cảnh cũng không phải. Cường độ linh hồn của Tiêu Phàm cũng không yếu hơn thiên thần cảnh phổ thông. Xuy, xuy, thân thể Tiêu Phàm không ngừng bị phong bạo chi lực rảo sát, phát ra tiếng xuy xuy, máu tươi bắn tung tóe, hư không được bao phủ bởi một tầng huyết vụ nhàn nhạt. Vèo một tiếng, cuối cùng Tiêu Phàm cũng từ bên trong hư vô phong bạo xông ra, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tả Giang Lê, tu la kiếm dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, hắn không thích bị động. Giết! Gầm lên một tiếng, kiếm quang gào thét nở rộ giữa hư không, quỷ dị là, lần này xuất hiện không phải là sinh tử hoàng tuyền lộ, mà là một thế giới tối tăm mờ mịt. Bên trong thế giới màu xám có từng đóa kiếm liên tối tăm mờ mịt nở rộ, hóa thành vô số vòng xoáy chém giết tứ phương, tản mát ra khí tức sinh tử vô cùng đáng sợ. Nhất kiếm sinh thế giới,
Tả Giang Lê kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh, vậy mà lĩnh ngộ được nhất kiếm sinh thế giới. Ở nơi xa, thần sắc Thần Vô Tâm cũng khẽ biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lần nữa phát sinh biến hóa. Sinh tử thế giới, nhưng Tiêu Phàm lại không để ý tới nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tả Giang Lê, để tránh phát sinh hậu họa. Khi Tiêu Phàm đấu một trận với Tu La Sơn Chủ, lúc thi triển sinh tử hoàng tuyền lộ, hắn đã gần chạm tới ngưỡng cửa của nhất kiếm sinh thế giới, chỉ là chưa hoàn thiện mà thôi. Mấy ngày nay linh hồn bản của Tiêu Phàm thể vẫn một mực lĩnh ngộ nhất kiếm sinh thế giới, cuối cùng cũng có thành tựu, uy lực của kiếm chiêu sinh tử thế giới, cường đại hơn nhiều so với sinh tử hoàng tuyền lộ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lần này cũng là lần đầu tiên Tiêu Phàm chính thức thi triển ra nhất kiếm sinh thế giới. Một kiếm này ẩn chứa lực sinh tử, mà không đơn giản là sinh tử áo nghĩa, uy năng một kiếm này tương đương với hậu thiên thần thông, bởi vậy Tiêu Phàm đặt tên một kiếm này là sinh tử thế giới. Giết, từ trong kinh hãi Tả Giang Lê rất nhanh lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức xông ra từ trong sinh tử thế giới, trong nháy mắt thân thể hắn biến thành huyết sắc, miễn cưỡng chống lại được phong bạo kiếm khí chém giết. Nhưng trong sinh tử thế giới không chỉ có sinh tử kiếm khí, mà còn có sức mạnh sinh tử, cho dù nhục thân phòng ngự của hắn cực mạnh, sinh cơ của hắn vẫn không ngừng bị rút ra. Tả Giang Lê vì muốn đánh trọng thương Tiêu Phàm, thân thể hắn đã chịu quá tải, hiện tại sinh cơ trong cơ thể lại bị không ngừng rút ra, sắc mặt của hắn biến thành trắng bạch, thậm chí ngay cả tóc cũng biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hư vô đại trưởng ấn, Tả Giang Lê dùng toàn lực đánh ra một trường, bên trong sinh tử thế giới bỗng nhiên xuất hiện một phong bạo trưởng cương lớn mấy chục trường, có thể gạt bỏ lực sinh tử ra ngoài. Một trường này, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, cũng là hậu thiên thần thông, chỉ có cường giả thiên thần cảnh mới có đủ sức mạnh để thi triển, uy lực không hề yếu hơn nhất kiếm sinh thế giới. Ầm ầm, hư không run lẩy bẩy, sau đó bắt đầu không ngừng vỡ nát, sinh tử chi khí phồng lên, sức mạnh hư vô bành trướng. Cùng dùng một chiêu, người cảm thấy hữu dụng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, liên tục phun ra hai kiếm, hư vô đại trưởng ấn kia ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số phong bạo phóng tràn ra tứ phương. Đồng thời, sinh tử thế giới cũng đột nhiên biến mất, Tiêu Phàm chỉ vừa mới lĩnh ngộ được nhất kiếm sinh thế giới mà thôi, đối với thần lực và tâm thần tiêu hao rất lớn. Tả Giang Lê bị phong bạo kia đánh giết, áo bào trắng te tua, máu me đầm đìa, hắn xông khỏi sinh tử thế giới, nhưng thân thể cũng bị trọng thương. Nhưng con người hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười. Vừa rồi hẳn đã là cực hạn của ngươi, hiện tại đến lượt ta. Diệt Long chỉ, Tả Giang Lê khẽ quát một tiếng, một chỉ vung ra, hư không ầm ầm rung động, một đạo lưu quang từ chân trời gào thét ép xuống, phong bạo cực mạnh ép về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về chân trời, lờ mờ nhìn thấy một huyết sắc cự chỉ, dường như từ 9 tầng trời rớt xuống, thế như trẻ tre, những nơi nó đi qua, tất cả đều là hóa thành cho bụi. Khuôn mặt của hắn bị cương phong bá đạo mà lăng lệ kia ép đến vặn vẹo, hô hấp cũng khó khăn, một chỉ kia, đã không đơn giản chỉ là chỉ pháp, mà nó còn mang uy thế hủy diệt hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn bất động, trên mặt Tả Giang Lê lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, một chỉ này coi như giết không chết Tiêu Phàm, khả năng cũng có thể để hắn trọng thương. Huống chi hắn cũng không nghĩ tới giết chết Tiêu Phàm, chỉ là muốn làm linh hồn Tiêu Phàm trọng thương mà thôi. Ngự. Tại thời khắc huyết sắc cự chỉ sắp tới gần Tiêu Phàm, một tiếng gầm nhẹ vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng xoáy nhỏ bé từ đầu ngón tay của hắn nở rộ ra. Vòng xoáy nhìn như rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa khí tức vô cùng đáng sợ, không gian xung quanh cũng bắt đầu nứt vỡ, một khí tức hủy diệt quét sạch bốn phương. Chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy màu đen đã quét sạch 10 dặm xung quanh, Thần Vô Tâm thấy thế, mang theo thuộc hạ của hắn lui lại. May mắn tránh thoát một kiếp. Nhưng Tả Sát và thuộc hạ của nàng lại không có vận khí tốt như vậy, năng lực phán đoán của bọn hắn quá kém, lúc bọn hắn muốn chạy, vòng xoáy màu đen đã bao phủ bọn hắn. A, đám người Tả Sát phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn cảm thấy nhục thân đang không ngừng vỡ nát, linh hồn cũng không ngừng bị nghiền nát. Thời gian một nhịp thở, đám người Tả Sát đã đến không thể chết hơn. Với cảnh giới của Tiêu Phàm, đã có thể tùy tiện thi triển ra thần thông ngự, uy lực của tiên thiên thần thông, không phải tu sĩ chiến thần cảnh có thể ngăn cản.
Huống chi, dù không thi triển thần thông, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện giết bọn hắn. Hư không vang lên tiếng ầm ầm không dứt, khi huyết sắc cự chỉ kia chạm đến thần thông ngự, trong nháy mắt bị cản lại, sau đó tại nổ tung giữa hư không. Sắc mặt Tả Giang Lê biến hóa, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là sức mạnh của tiên thiên thần thông. Chiến thần cảnh tu luyện hậu thiên thần thông, có rất nhiều người có thể làm được, nhưng muốn thức tỉnh tiên thiên thần thông, đa số cường giả thiên thần cảnh đều làm không được. Ở cảnh giới thiên thần cảnh có thể thức tỉnh tiên thiên thần thông, chính là Phượng Mao Lân Giác. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn cũng đã bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, sức mạnh đáng sợ đang không ngừng đánh giết hắn, Tả Giang Lê vô cùng không cam lòng, hắn dốc toàn lực tới gần Tiêu Phàm. Trong quá trình tiếp cận Tiêu Phàm, nhục thân của Tả Giang Lê nhanh chóng biến hóa, rất nhanh đã biến thành bộ dáng tu la, sức mạnh thân thể trong nháy mắt tăng vọt. Huyền ảnh, Tả Giang Lê tựa như dùng một tia khí lực cuối cùng để thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, tốc độ giờ phút này, so sánh với khi nãy nhanh hơn không chỉ một lần, hư không chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phụt, hai tay Tả Giang Lê trong nháy mắt cắm vào trong ngực Tiêu Phàm, một sức mạnh quỷ dị xâm nhập vào thần cung của Tiêu Phàm, đánh giết về linh hồn bản thể. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm nổi giận, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Sau đó tu la kiếm trong tay hắn bỗng nhiên vung lên, một kiếm chém bay đầu của Tả Giang Lê, máu tươi phun cao một trượng, nhuộm đỏ hư không. Vút, nhưng đúng lúc này, một vệt sáng trong nháy mắt từ trong đầu Tả Giang Lê bắn ra, chui vào trong mi tâm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cố chịu sự đau đớn khi tạng phủ bị xé rách, một chỉ điểm ra, thân thể Tả Giang Lê bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, cái gì cũng không lưu lại. Đồng thời, trong nháy mắt tâm thần Tiêu Phàm chìm vào trong thần cung, giờ phút này, ở bên trong thần cung, một lão giả khôi ngô lưng hùm vai gấu đang điên cuồng công kích linh hồn bản thể của Tiêu Phàm, trừ tàn hồn của đại trưởng lão còn có thể là ai. Để Tiêu Phàm kinh dị là, cho dù có thí thần ở một bên hỗ trợ, nhưng vẫn không làm gì được tàn hồn đại trưởng lão, nghĩ vậy, tâm thần Tiêu Phàm vội vàng chìm vào bên trong linh hồn bản thể. Ngươi lại có thể tu luyện ra thần cung, hơn nữa còn nắm giữ thí thần tổ thú. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên, việc này một lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Một sợi tàn hồn, vậy mà sức mạnh nắm giữ thiên thần cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm cũng cau mày, cuối cùng hắn cũng biết tại sao thí thần không làm gì được đại trưởng lão. Thí thần đã thôn phệ luyện hóa linh hồn của huyết linh minh côn, nhưng vẫn chưa vượt qua được một bước cuối cùng, còn tàn hồn đại trưởng lão, lại là thiên thần cảnh trung kỳ, dù linh hồn bản thể của hắn hợp lực với thí thần, mới miễn cưỡng có thể gánh vác được. Tiêu Phàm âm thầm cảm thấy may mắn sức mạnh linh hồn của mình cực kỳ cường hãn, hơn nữa khi tàn hồn của đại trưởng lão tiến vào trong thần cung, còn có thí thần thủ hộ, nếu không lần này thật sự đã gặp phiền phức. Tiêu Phàm không thể tưởng tượng, vào thời kỳ đỉnh phong thì đại trưởng lão đáng sợ đến cỡ nào, khó trách thần vô tận dùng linh hồn của hắn đến rèn luyện vô tận chiến huyết. Tiêu Phàm vội vàng triệu hồi ra sinh tử linh hồn đồ, không ngừng mài mòn sức mạnh của tàn hồn đại trưởng lão. Hai phe trong lúc nhất thời rằng co tại cùng một chỗ. Thân thể rất tốt, lại còn tu luyện ra thần cung. Tiểu tử, khó trách thần vô tận đưa truyền thừa cho ngươi. Đại trưởng lão tham lam nhìn Tiêu Phàm, tựa như âm mưu đã đạt được. Đáng tiếc, cả đời ngươi cũng đừng mong lấy được. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại có chút bất an, luôn cảm giác có một số việc sẽ xảy ra. Ha ha, tiểu tử. Ngươi cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi sao? Đột nhiên, tàn hồn đại trưởng lão không kiêng nể gì mà cả ngông cuồng cười, lạnh lẽo nói, các ngươi nghĩ là bản tôn tùy ý để nhất mạch các ngươi trưởng thành, mà không có thủ đoạn gì để đối phó với các ngươi sao? Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức cảm thấy không ổn, nỗi bất an trong lòng hắn tựa như trong nháy mắt bộc phát, toàn thân lạnh buốt, có chút rùng mình. Khóa, trong thời khắc Tiêu Phàm kinh ngạc, tàn hồn của đại trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, bên trong hư vô, đột nhiên từng làn sóng ánh sáng màu máu lan ra. Sóng ánh sáng như gợn sóng tản ra, răng đầy trong thần cung, quỷ dị là, thân thể Tiêu Phàm khi đụng phải sóng ánh sáng màu máu, lại hoàn toàn không động đậy được. Trong mắt hắn miễn cưỡng còn có thể chuyển động, sau đó đột nhiên nhìn về phía hư không, lại phát hiện, nơi đó có một viên huyết sắc châu tử đang lơ lửng. Xung quanh huyết sắc châu tử che kín đường vân, nhìn qua cực kỳ huyền diệu,
đến Tiêu Phàm cũng không thể nhìn thấu. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là nhận ra lai lịch của huyết sắc châu tử, ngưng tiếng nói tỏa hồn châu. Không sai, giờ phút này đang vây khốn Tiêu Phàm không phải cái gì khác, chính là tỏa hồn châu. Lần trước Tiêu Phàm hoài nghi tỏa hồn châu là đồ vật của thần vô tận, có khả năng tương lai sẽ hại chủ, bởi vậy Tiêu Phàm ném nó vào trong tiểu thiên địa, cũng không tiếp tục đặt ở bên trong thần cung. Nhưng hắn không ngờ tỏa hồn châu lại là đồ vật của đại trưởng lão, hơn nữa hắn càng không có nghĩ tới, dù đã ném tỏa hồn châu ném vào trong tiểu thiên địa, tàn hồn đại trưởng lão vẫn có thể triệu hoán nó. Tiểu tử, cái này không phải là tỏa hồn châu, mà là tỏa thiên thần châu, đừng nói một linh hồn nho nhỏ của ngươi, cho dù là cả một thế giới, nó cũng có thể khóa lại. Tàn hồn của đại trưởng lão khinh thường nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tỏa thiên thần châu. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, cho tới nay, hắn cứ nghĩ rằng bản thân đã luyện hóa tỏa hồn châu, nhưng đến hiện tại, Tiêu Phàm mới hiểu, bản thân vẫn đánh giá thấp nó. Không sai, tỏa thiên thần châu chính là chí bảo của Tu La Vương tộc, người thực coi nó là của nhất mạch Tu La Điện các ngươi sao. Nói đến tỏa thiên thần châu, trên mặt đại trưởng lão đều là vẻ ngạo nhiên. Hay cho một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng nhìn. Thần sắc Tiêu Phàm âm lãnh nhìn tàn hồn của đại trưởng lão, hóa ra sau khi thần vô tận đưa truyền thừa ra ngoài, người đã biết rõ. Người cố ý để cho nhất mạch Tu La Điện chúng ta lấy được tỏa hồn châu, không, tỏa thiên thần châu, sau đó thừa cơ đoạt xá, hái trái cây cuối cùng. Người đoán đúng rồi, nhưng người vẫn nói sai một chút. Đại trưởng lão đung đưa ngón tay, âm hiểm cười nói, ta cũng không biết thần vô tận thực sự sẽ đưa truyền thừa ra ngoài, bằng không. Năm đó ta đã đoạt xá Tu La Điện chủ, sao còn đợi đến bây giờ sao? Nhưng ta biết rõ, chỉ có nhất mạch các ngươi mới có thể lấy được truyền thừa của thần vô tận, bởi vì nhất mạch các ngươi có huyết mạch truyền thừa từ thần vô tận, bằng vào điểm này, đã đủ rồi. Nói đến đây, đại trưởng lão bước từng bước một đến gần Tiêu Phàm, hắn chuẩn bị thôn vệ quả ngọt cuối cùng. Vậy ngươi có biết truyền thừa của thần vô tận là cái gì không? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn đại trưởng lão. Thân hình đại trưởng lão khẽ trì trệ, nhíu mày nói, ta đúng là không biết truyền thừa của hắn là cái gì, nhưng đoạt xá ngươi, biết được ký ức của ngươi, ta chẳng phải biết rõ sao. Không biết thì tốt, Tiêu Phàm khẽ thở phào, đại trưởng lão cũng không biết, bọn giả cửu u cùng Tiêu Thần Võ khẳng định cũng không rõ ràng. Khó trách Tiêu Thần Võ không thèm muốn vô tận chiến điển, ngược lại mỗi lần đều lấy đủ loại thủ đoạn đưa vào vô tận chiến điển đưa cho điện chủ Tu La Điện. Nếu như Tiêu Thần Võ biết rõ, vô tận chiến điển bản thân đưa ra ngoài, mới chính là truyền thừa của Tu La Vương thật sự, đoán chừng sẽ phiền muộn phun máu. Đồ vật bọn hắn mưu đồ đã vài vạn năm, một mực vẫn ở bên cạnh mình, cuối cùng lại là giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Tiêu Thần Võ đạt được vô tận chiến điển, cũng không có khả năng giải phong vô tận chiến điển lấy được tin tức, bởi vì chỉ có gặp gỡ tàn niệm thần vô tận mới có thể làm được. Việc này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, rất nhanh, tất cả của ngươi chính là của ta, ngay cả thí thần thú cũng là của ta. Đại trưởng lão vô cùng tự tin lắc lắc đầu nói. Vậy thì chưa chắc, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, đột nhiên, thân thể Tiêu Phàm cứ thế nổ tung lên, hóa thành kim sắc hỏa diễm mãnh liệt tràn tứ phương. Phong, đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, bên trong hắc ám lại xuất hiện một bóng người. Đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấn, cực tốc hướng về hư không gào thét đi. Trong chớp mắt, chung quanh tỏa thiên thần châu xuất hiện một đạo lưu quang dị dạng, ngăn cản sóng ánh sáng màu máu mà tỏa thiên thần châu phát ra ở trong. Cùng lúc đó, trong nháy mắt kim sắc hỏa diễm cùng thí thần thoát ly khống chế, đồng thời đánh tới tàn hồn đại trưởng lão. Làm sao có thể như vậy? Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn bóng dáng xuất hiện ở phía sau, mặt không thể tưởng tượng nổi. Bóng dáng kia thế mà lại là Tiêu Phàm. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm, vô tận chi hỏa cùng thí thần đồng thời nhào về phía hắn, thí thần há miệng cắn một cánh tay của đại trưởng lão. Vô tận chi hỏa hóa thành một mảnh hỏa diễm, không ngừng luyện hóa tàn hồn đại trưởng lão, ngay cả Tiêu Phàm cũng hóa thành bộ dáng của thí thần, thôn vệ sức mạnh linh hồn của đại trưởng lão. Rất hiển nhiên, linh hồn mà tỏa thiên thần châu vây khốn cũng không phải là của Tiêu Phàm. Mà là do vô tận chi hỏa biến ảo thành. Tiêu Phàm có thể đi đến hôm nay, thì hắn không phải hạng người lỗ mãng, trước đó chiến đấu với Tả Giang Lê,
trong lòng Tiêu Phàm luôn luôn có một loại cảm giác bất ổn, hắn đã nghĩ thấu tất cả. Trên người hắn, đồ vật duy nhất không thể khống chế, cũng chỉ có tỏa hồn châu. Dù Tiêu Phàm đã ném tỏa hồn châu vào tiểu thiên địa nhưng vẫn không yên lòng, khi tàn hồn đại trưởng lão tiến vào thần cung, hắn liền để vô tận chi hỏa biến thành bộ dáng của hắn. Tỏa hồn châu khóa lại tự nhiên không phải linh hồn Tiêu Phàm, mà là vô tận chi hỏa, nhưng cho dù khóa linh hồn Tiêu Phàm lại, Tiêu Phàm cũng có thể đào tẩu. Lần trước đánh một trận với linh hồn phân thân Tiếu Thương Sinh thành công thi triển tán hồn đại pháp đào thoát một lần, Tiêu Phàm cũng làm được, bởi vì linh hồn của hắn cũng có thể biến ảo thành bộ dáng vô tận chi hỏa, mà tỏa thiên thần châu không có khả năng hoàn toàn khóa vô tận chi hỏa. Chỉ là Tiêu Phàm vì đề phòng vạn nhất, mới làm như vậy mà thôi. Linh hồn lực bị bọn Tiêu Phàm thôn phệ, tàn hồn đại trưởng lão vô cùng không ổn định. Hắn muốn điều khiển tỏa thiên thần châu đối phó bọn Tiêu Phàm, nhưng làm không được, tỏa thiên thần châu giờ phút này bị Tiêu Phàm phong ấn, không tỏa ra huyết quang, nó tự nhiên cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm lại không dự định buông tha đại trưởng lão, cho dù là một sợi tàn hồn, đó chính là sức mạnh thiên thần cảnh trung kỳ, hồn lực này đã không kém gì huyết linh minh côn. Chết cho ta, tàn hồn đại trưởng lão cuối cũng phẫn nộ, không còn giữ được bộ dáng phong khinh vân đạm giống trước đó. Hắn sao có thể nghĩ đến, không chỉ có hắn tính toán Tiêu Phàm cùng nhất mạch Tu La, Tiêu Phàm cũng sớm đã tính toán hắn. Hắn phẫn nộ đánh ra một trường, toàn thân huyết quang vạn trượng, nở rộ trong hư không, giống như một biển máu đang cuộn trào mãnh liệt gào thét. Linh hồn trưởng cương bá đạo bộc phát ra quang mang sáng chói, quét ngang tất cả. Sức mạnh linh hồn của Tiêu Phàm tất nhiên không yếu, nhưng bị một chưởng này đánh không nhẹ. Cũng may chỗ này là bên trong thần cung, sức mạnh linh hồn của hắn so với thiên thần tiền kỳ bình thường còn cường đại hơn nhiều. Nuốt cho ta, Tiêu Phàm cũng giống như điên cuồng, lại cắn xé một miếng trên đùi đại trưởng lão, tiếp tục xé rách một mảng lớn sức mạnh linh hồn. Linh hồn công kích mang đến đau đớn, so sánh với nhục thân muốn còn mạnh hơn rất nhiều. Loại cảm giác này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này Tiêu Phàm cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hắn không thể để cho tàn hồn của đại trưởng lão thoát khỏi nơi đây. Thí thần cùng vô tận chi hỏa cũng càng ngày càng điên cuồng, cùng Tiêu Phàm cùng nhau hợp lực đối phó tàn hồn của đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, bên trong thần cung bạo hưởng liên tục, hai phe đều như không muốn sống chém giết tại cùng một chỗ. Ở bên ngoài, đám người Kiếm La đang nhìn chằm chằm vào khu vực bóng tối kia, trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc lo lắng, sợ Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến thực lực của Tiêu Phàm, bọn hắn lại buông lỏng không ít, sức mạnh một kích khi nãy của Tiêu Phàm bộc phát ra, nếu như không phải là cố ý bảo vệ bọn hắn, có lẽ bọn hắn cũng giống tả sát chết đến mức không thể chết thêm. Thần vô tâm cau mày, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Công tử, người nói bọn hắn ai sẽ thắng? Một thuộc hạ của thần vô tâm hỏi. Không biết, thần vô tâm lắc đầu, linh hồn lực của hắn cũng không nhìn thấu khu vực bóng tối kia, không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Chiến lực của Tiêu Phàm đã rõ như ban ngày, nhưng linh hồn trong thân thể của Tả Giang Lê kia đến cả Tu La Sơn chủ cũng phải kiêng kỵ, cả hai chiến đấu, thắng bại cũng không phải là dễ dàng phán định như thế. Giờ phút này, bên trong thần cung của Tiêu Phàm đã loạn thành một bầy, ở bên ngoài thời gian mới chỉ là chớp mắt, nhưng bên trong thần cung đã qua thời gian rất dài. Phía Tiêu Phàm đều thụ thương thảm trọng, linh hồn lấp lóe không yên, tình trạng của đại trưởng lão cũng chả tốt gì, thân ảnh lập lòe, tựa như tùy thời có thể tán đi. Không thể nào, thắng lợi cuối cùng nhất định là ta, là ta. Đại trưởng lão gầm thét, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Con người đỏ tươi nhìn bọn Tiêu Phàm, dường như muốn nhỏ ra máu, hắn đã từng là tồn tại tiếp cận thần vương cảnh, nhưng hôm nay lại luân lạc tới mức bị một nhóm chiến thần cảnh diệt sát, cái này khiến hắn không thể nào tiếp nhận được. Chủ yếu nhất là, lần này thất bại, hắn cũng sẽ tan thành mây khói, sợi tàn hồn này năm đó phải thật vất vả mới chạy trốn được, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Bố trí vài vạn năm, vốn dĩ nghĩa là 89/10 có thể lấy được truyền thừa của thần vô tận. Nhưng từ đầu đến cuối, đến truyền thừa của thần vô tận là cái gì cũng không biết. Không thể không nói, việc này đối với đại trưởng lão đúng là một loại bi ai. Lý tưởng là hoàn mỹ, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hóa thành bản thể,
sau đó cho thí thần một ánh mắt. Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn đỏ ngòm, há miệng hút vào, chuẩn bị nuốt tàn hồn đại trưởng lão vào trong bụng. Các ngươi đều phải chết, phải chết. Đại trưởng lão đã đánh mất lý trí, trên người hắn bành trướng khí tức mạnh mẽ, một đợt lại một đợt mãnh liệt tràn ra tứ phương. Muốn tự bạo sao? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn lực thôi động sức mạnh bên trong thần cung áp chế khí tức trên người đại trưởng lão. Trước đó bởi vì tàn hồn của đại trưởng lão quá mức cường đại, Tiêu Phàm không dám phân tâm, nhưng hiện tại đại trưởng lão đã không đáng khiến Tiêu Phàm phải sợ hãi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng hóa thành bộ dáng của thí thần, há to miệng lớn, cắn vào đầu của tàn hồn đại trưởng lão, một ngụm nuốt vào. Phụt một tiếng, thân thể của tàn hồn đại trưởng lão, trong nháy mắt bị thí thần nuốt vào trong bụng. Một thoáng thời gian, bên trong thần cung đã khôi phục bình tĩnh, thiên thần cảnh trung kỳ tàn hồn đại trưởng lão, cuối cùng cũng bị bọn Tiêu Phàm diệt sát, nhưng bọn hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Không hổ là thiên thần cường giả. Tiêu Phàm thầm thở phào, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, linh hồn bản thể của hắn nhiều chỗ thụ thương, đoán chừng muốn chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn thí thần một cái, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nói, lần này ngươi hẳn là sẽ đột phá thiên thần. Gào gào, thí thần gầm nhẹ mấy tiếng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu luyện hóa tàn hồn đại trưởng lão. Sức mạnh linh hồn của thiên thần cảnh trung kỳ. Nếu như còn không đủ để thí thần bước vào cảnh giới thiên thần cảnh, thật là không còn gì để nói. Nhưng một cửa này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đi đến, thí thần cần thời gian đến luyện hóa hồn lực mạnh mẽ này này. Sau đó ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía không trung, đưa tay đánh ra một chiêu, tỏa thiên thần châu bỗng nhiên rơi vào trong tay hắn. Vèo, đột nhiên xảy ra dị biến, một huyết sắc lưu chỉ từ bên trong tỏa thiên thần châu bắn ra. Bắn vào bên trong con ngươi Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến Tiêu Phàm đều không phản ứng kịp. Răng rác, ngay sau đó, một tiếng vang giòn, tỏa thiên thần châu đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn bột phấn tiêu tán trên không trung. Tiêu Phàm kiểm tra con mắt mình một lần, cũng không phát hiện ra cái gì không tốt, chỉ cảm giác trong mắt chứa một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hít sâu một cái rời khỏi thần cung, lấy một chút linh tuyền ra nuốt vào. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, đây là do linh hồn bị thương dẫn đến. Không thể không nói, từng ấy năm tới nay, đây chính là một trận chiến cực kỳ thảm liệt của Tiêu Phàm, cơ hồ vận dụng toàn bộ át chủ bài của hắn, dù vậy, đến thí thần đều bị thương nặng. Nhưng mà hắn cũng biết rõ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai địch nhân hắn phải đối mặt, sẽ càng mạnh. Tiêu Phàm nắm tay lại, hắc ám vòng xoáy chậm rãi biến mất. Vừa rồi bọn hắn tại bên trong thần cung chiến đấu quên sầu, nhưng bên ngoài thời gian chỉ mới trôi qua mấy hơi thở mà thôi. Linh hồn chiến đấu nguy hiểm hơn nhiều so với nhục thân chiến đấu, một khi thất bại chính là tử vong, đây cũng là nguyên nhân phần lớn người không nguyện ý tùy tiện dùng linh hồn chiến đấu. Công tử, vòng xoáy hắc ám biến mất, trong nháy mắt mấy người Kiếm La cùng Thiếu Thiên Dương nhìn thấy Tiêu Phàm trên bầu trời, đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức toàn lực bay lên. Tả Giang Lê chết rồi. Nơi xa, thuộc hạ của thần vô tâm có người kêu lên sợ hãi, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Lông mày thần vô tâm hơi nhíu, nhìn thấy bộ dáng suy yếu kia của Tiêu Phàm, đáy mắt thần vô tâm lóe qua một vòng sát ý. Công tử, hiện tại chính là thời cơ tốt để giết hắn. Có người truyền âm cho thần vô tâm nói. Thần vô tâm mặt không biểu tình, hắn sao không biết rõ bây giờ là thời cơ tốt diệt sát Tiêu Phàm. Hiện tại Tiêu Phàm bị trọng thương, khẳng định thực lực giảm đi nhiều, nhưng nhỡ may giết không được hắn. Dù sao, khi một người biết rõ bản thân sắp chết, hắn nhất định là sẽ liều mạng, Tiêu Phàm nếu có thể giết chết Tả Giang Lê, thực lực của hắn khẳng định là không kém. Nếu hắn liều mạng, thần vô tâm muốn giết Tiêu Phàm cũng không dễ dàng, huống chi, muốn mở ra tòa cung điện kia, có lẽ còn phải dựa vào Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, thần vô tâm chậm rãi thu liễm sát ý. Quay người đi đến hẻm núi nơi xa. Công tử, người không sao chứ? Hai người Thiếu Thiên Dương cùng Kiếm La vịn Tiêu Phàm, hai người có thể cảm nhận rõ ràng được Tiêu Phàm suy yếu. Tiêu Phàm lắc đầu, trong thân thể bắt đầu vận chuyển sinh tử áo nghĩa, thương thế nhanh chóng khôi phục, dư quang không khỏi nhìn về phía bóng lưng nơi xa thần vô tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Khi nãy trong chớp mắt, Tiêu Phàm cảm nhận được thần vô tâm nổi lên sát tâm. Hắn biết rõ,
thần vô tâm khẳng định có chút kiêng kỵ đối với bản thân, bằng không sẽ không chần chờ gì cả. Thay ta hộ pháp, đến tận khi thần vô tâm biến mất, Tiêu Phàm mới ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một bình bình linh tuyền, như không muốn sống rót vào trong miệng. Đám người kiếm la thủ hộ bên người Tiêu Phàm, thời gian đi qua chính là vài ngày, đến 7 ngày sau, Tiêu Phàm mới mơ màng tỉnh lại. Đám người nhìn thấy bộ dáng tinh thần tràn đầy của Tiêu Phàm, tất cả đều buông lỏng một hơi, bọn hắn sợ Tiêu Phàm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Công tử, bọn thần vô tâm có lẽ đã tiến vào cung điện. Tiếu Thiên Dương nhìn qua hẻm núi tối tăm mờ mịt nơi xa nói. Hắn không vào được, Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như thần vô tâm có thể tiến vào hắc sắc cung điện kia, các đời người kế thừa cũng đã sớm đi vào. Thực lực của thần vô tâm có lẽ cường đại, nhưng từng ấy năm tới nay, cũng có một hai thiên tài có thể thành công đến phía trước cung điện, nhưng muốn đi vào cung điện, lại cần có máu tươi của Tu La Điện Chủ, hơn nữa còn phải là máu tươi cấp bậc thần vương. Huyết mạch của các đời Tu La Điện Chủ quá mức mỏng manh, độ tinh khiết cũng không đạt đến cấp bậc thần vương, tự nhiên khó mà mở cung điện ra, trừ phi thực lực bằng với cấp bậc của thần vô tận lúc trước, mới có thể tùy tiện phá mở cung điện. Đi thôi, Tiêu Phàm nhìn đám người một cái, dẫn đầu hướng về hẻm núi bay đi. Đám người Tiêu Phàm một lần nữa tiến đến bên trên bệ đá đen, lại phát hiện, bọn thần vô tâm vẫn xếp bằng ở quảng trường nhỏ đối diện. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, bọn hắn mới đứng dậy, vẻ mặt có chút không cam lòng nhìn Tiêu Phàm. Thời gian 7 ngày này, bọn hắn đã thử qua rất nhiều lần, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể mở cung điện màu đen ra, bọn hắn không thể không chờ Tiêu Phàm đến. Bọn hắn lại còn không tiến vào. Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nói, 7 ngày thời gian, Tiếu Thiên Dương không tin thần vô tâm sẽ có lòng tốt chờ bọn hắn. Duy nhất khả năng chính là, bọn thần vô tâm căn bản là không mở được cung điện. Tiêu Phàm đứng ở trước hắc thạch thông đạo, cũng không tiến lên, thuộc hạ của thần vô tâm ở phía đối diện không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như đang nói, đến thông đạo này cũng không qua được, còn muốn lấy được truyền thừa Tu La Vương. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm La nghi ngờ nói, bọn hắn cho dù có thể mở cung điện ra, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thông qua hắc thạch thông đạo này. Đáng tiếc, hai bên hắc thạch thông đạo đâu đâu cũng có hư vô cực quang. Dù là bọn hắn đều là chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không dám tự tiện xông vào. Sẽ có người tới tiếp chúng ta, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên một cửa ánh sáng mở ra, một thân ảnh từ bên trong. Con người Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào thần vô tâm, đáy mắt lóe qua một tia quái dị, thần vô tâm lại coi thi thể của đại trưởng lão là thần vô tận, thật đúng là buồn cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải hắn biết rõ chân tướng sự tình, có lẽ giờ phút này đã cùng thần vô tâm ra tay đánh nhau. Dù sao, hắn đi tới Tu La Sơn, vốn là vì truyền thừa của Tu La Vương mà đến. Thần vô tâm nhanh chóng tìm tòi xung quanh thi thể đại trưởng lão, nhưng thần sắc của hắn càng ngày càng sốt ruột, bởi vì căn bản không tìm được thứ gọi là Tu La truyền thừa. Cũng đúng lúc này, vô số linh hồn phân thân của Tiêu Phàm từ bên trong chắc điện đi ra. Hòa làm một thể với Tiêu Phàm. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đồ vật trong 8 tòa chắc điện đều bị Tiêu Phàm lấy không còn, hắn cũng như ý lấy được Sơn Thần Ấn, lời nguyền trên huyết mạch của Nhạc nhân tộc xem là đã có thể giải quyết. Không thể nào, tại sao lại không có, tại sao lại không có? Sắc mặt của thần vô tâm càng ngày càng khó coi. Hắn đã tìm khắp nơi này mấy lần, ngoài một thanh ma la kiếm kia, cũng không nhìn thấy đồ vật khác. Lại càng không cần phải nói tới cái gọi là truyền thừa của Tu La Vương. Nhất định là bên trong chắc điện, con người thần vô tâm đột nhiên chuyển sang 8 cái chắc điện, sau đó thân hình lóe lên tiến vào một cái. Nhưng mà, bên trong đã không có vật gì, tất cả đồ vật bên trong đã bị Tiêu Phàm lấy đi. Thần vô tâm liên tục kiểm tra 8 chắc điện một lần, bên trong đừng nói truyền thừa của Tu La Vương, một cọng lông cũng không có. Là ngươi. Ngươi lấy được truyền thừa của Tu La Vương. Con người băng lãnh cảo thần vô tâm bỗng nhiên chuyển sang Tiêu Phàm, lộ ra vô tận điên cuồng. Ta vẫn đứng ở nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy được truyền thừa của Tu La Vương sao? Tiêu Phàm chớp chớp hai mắt. Khi nãy hắn vì phòng ngừa thần vô tâm đổ oan, cố ý chỉ để linh hồn phân thân tiến vào chắc điện, bản thể vẫn đứng ở trung ương đại điện không nhúc nhích. Sự thật chứng minh,
quyết định của Tiêu Phàm là chính xác. Nhưng thần vô tâm lại không cho rằng như thế, sắc mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, từng bước một đi đến phía Tiêu Phàm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, giao truyền thừa của Tu La Vương ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, hắn không nghĩ tới thần vô tâm cũng bá đạo như thế, chẳng lẽ thực coi là mình là một quả hồng mềm sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần vô tâm đã nhận định Tiêu Phàm lấy đi truyền thừa của Tu La Vương, nên mặc kệ Tiêu Phàm tranh luận. Coi như Tiêu Phàm không lấy truyền thừa của Tu La Vương, hắn cũng không cam tâm, hắn chỉ lấy được một thanh kiếm, mà Tiêu Phàm lại lấy được đồ vật trong 8 cái chắc điện. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, không sợ hãi nói, cơ hội là bản thân tranh thủ, không phải người khác cho, người muốn nuốt lời, ta phụng bồi là được. Đừng nói chỉ là thần vô tâm, ngay cả Tu La Sơn chủ hắn cũng không sợ, trừ phi thần vô tâm thực sự bước qua cánh cửa chiến thần cảnh, đạt tới thiên thần cảnh. Lúc này hắn mới phát hiện, cũng may bản thân lưu lại thủ đoạn, trước đó khôi phục thương thế, muốn đánh, hắn hoàn toàn có thể thỏa thích đánh một trận. Nếu ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Thần vô tâm lạnh như băng nói. Vung tay lên, từng đạo kiếm mang xông thẳng tới Tiêu Phàm, kiếm khí phong bạo đáng sợ quét sạch cả tòa đại điện, sức mạnh chém giết đến hư không cũng không chịu nổi. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái, hừ lạnh một tiếng. Quanh thân lập tức xuất hiện một kết giới kiếm, ngăn cản tất cả kiếm khí kia ở ngoài. Giết, thần vô tâm gầm lên một tiếng, căn bản không có dự định ngừng tay, không lấy được truyền thừa của Tu La Vương, khiến hắn gần như điên cuồng, đưa tay chém ra một kiếm. Đi tới giới này, hắn đối với việc đạt được truyền thừa của Tu La Vương vô cùng tự tin, nếu như lại tay không mà quay về, chính hắn không cam tâm, tộc nhân của hắn đều sẽ xem thường hắn. Phải biết. Hắn được mệnh danh là thiên tài của Tu La Vương tộc vạn năm khó gặp, nếu hắn chỉ cầm một thanh ma la kiếm trở về, đoán chừng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Tu La Vương tộc. Thân thể Tiêu Phàm giống như chim yến, nhẹ nhàng lùi ra ngoài đại điện. Ngươi trốn không thoát đâu, thần vô tâm nhanh chóng lại gần, tốc độ vô cùng nhanh. Tiêu Phàm chỉ cảm giác được một sức mạnh vô cùng đáng sợ đánh giết mãnh liệt, kiếm khí tung hoành khắp hư không, cơ hồ phong bế tất cả đường lui của hắn. Trốn, ta có cần phải trốn sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn cũng phải nhìn xem, thân là một trong tam đại công tử ở thiên địa lao ngục, thần vô tâm, so với thiếu thiên cơ cùng cổ nhược trần như thế nào? Tu La kiếm khẽ run lên, tiếng kiếm rít vang vọng hư không, từng đạo kiếm khí gợn sóng dập dờn, cùng kiếm khí của thần vô tâm kịch liệt đụng vào nhau. Sau đó thân thể hắn nhanh chóng rút lui, thần vô tâm cực tốc đuổi theo. Bên ngoài. Đám người kiếm la vẫn lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên cảm nhận được bên trong đại điện truyền đến ba động, sắc mặt tất cả mọi người khẽ trầm xuống. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt từ bên trong đại điện bắn ra, sau đó, từng đạo kiếm khí sắc bén quét sạch hư không. Công tử, đám người kiếm la kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cùng thần vô tâm lại đánh nhau. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thần vô tâm quát chói tai, vũ động ma la kiếm trong tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng xông tới Tiêu Phàm, muốn chém chết Tiêu Phàm. Thuộc hạ của thần vô tâm nghe vậy, không chút do dự nào, nhào về phía bọn kiếm la. Hay cho câu, một tên cũng không để lại, Tu La Vương tộc vô sỉ, Tiêu Mỗ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Sát tâm của Tiêu Phàm cũng nổi lên, quanh thân kiếm khí càng hung mãnh lăng lệ hơn. Đột phá đến cảnh giới bây giờ, cũng chỉ có thần vô tâm cấp bậc thiên tài, mới có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực. Tu La kiếm trong tay biến hóa càng lúc càng nhanh, quanh thân vô tận chi hỏa mãnh liệt không thôi, trường kiếm vũ động ở giữa, hỏa diễm bay quanh, phong tỏa tứ phương. Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng, thần vô tâm quát nhẹ một tiếng, một kiếm giận dữ bổ xuống, kiếm mang màu trắng chiếu sáng chân trời, một kiếm này nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. Thời gian áo nghĩa, con người Tiêu Phàm khẽ co rụt lại, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ nhanh chóng thối lui, trong lòng nhấc lên vô số kinh hãi. Thời gian áo nghĩa, đây chính loại lực áo nghĩa huyền diệu nhất, có tin đồn, sau khi áo nghĩa viên mãn, có thể ngắn ngủi cải biến tốc độ thời gian trôi qua trong một phạm vi. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, tương đương với nắm giữ thời gian cực tốc, việc này tuyệt đối không phải nói suông. Phụt một tiếng,
Đầu vai Tiêu Phàm phun máu tươi, hắn đã lĩnh ngộ Thái Huyền Thần Du Bộ đệ nhị trùng, tốc độ không kém gì thiên thần tiền kỳ, nhưng vẫn bị một kiếm này đánh trúng. Tiêu Phàm rốt cục thấy được thần vô tâm mạnh mẽ và kinh khủng thế nào, trên đời này, người có thể lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Lưu Quang Tuế Nguyệt, thần vô tâm lại quát nhẹ một tiếng, hắn sẽ không cho Tiêu Phàm có cơ hội thở dốc, đưa tay đánh ra một trường này nhìn như vô cùng bình thường, nhưng quỷ dị là, không gian bên trong đều biến thành chậm chạp. Kỳ thật cũng không phải thực sự biến đổi thời gian, bằng vào thời gian áo nghĩa còn không thể làm được, trừ phi lĩnh ngộ pháp tắc trong truyền thuyết. Nhưng loại hạn chế tốc độ người khác, tăng tốc độ bản thân lên, cùng với việc thay đổi thời gian cũng có tác dụng tương đương. Từ đằng xa nhìn lại, động tác của Tiêu Phàm tựa như trở thành chậm chạp, thân thể phảng phất như bị gông cùm xiềng xích trói buộc. Đối mặt một trường này, Tiêu Phàm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực, trong đó không chỉ có hàm chứa thời gian áo nghĩa, hơn nữa còn là thần thông, uy lực tuyệt luân. Ngự, Tiêu Phàm không chút do dự điều động sức mạnh của tiểu thiên địa, thi triển ra thần thông ngự, một thoáng thời gian, một luồng sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ quanh thân Tiêu Phàm bạo phát ra. Hư không đông kết cùng trường cương không ngừng vỡ nát, thân thể Tiêu Phàm hành động tự nhiên, điều này khiến hắn nhẹ thở phào. Thần thông, cũng không chỉ ngươi có. Thần vô tâm lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ thần vô tâm cũng giác tỉnh tiên thiên thần thông? Hồn diệt, chỉ thấy thần vô tâm khẽ quát một tiếng, đột nhiên mở bàn tay ra, một đoàn ánh sáng màu trắng lưu động trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, thần vô tâm nhẹ nhàng đập về phía Tiêu Phàm. Ầm ầm, hư không ầm ầm chấn động, chỉ thấy trên không trung, một tia sáng màu trắng lao xuống, những nơi nó đi qua, hư không vỡ nát, lờ mờ có thể thấy từng đạo lôi điện lấp lóe ở trong đó. Tiêu Phàm muốn lui lại, nhưng bình đài này cũng chỉ có diện tích như vậy, hắn căn bản không còn đường lui. Ngự, Tiêu Phàm một lần nữa thi triển ra lực thần thông. Hắc sắc vòng xoáy chống lại tia sáng màu trắng kia, hai loại thần thông hung mãnh đâm vào cùng một chỗ. Nhưng quỷ dị là, tia sáng màu trắng trực tiếp xuyên thấu hắc sắc vòng xoáy, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào trong mi tâm Tiêu Phàm. Toàn thân Tiêu Phàm khẽ run lên, cả người trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, một kích này không phải là công kích nhục thân, mà là công kích linh hồn. Bên trong thần cung, khi linh hồn bản thể của Tiêu Phàm sắp bị một tia sáng màu trắng diệt sát, Tiêu Phàm mở miệng lớn, nuốt tia sáng màu trắng kia xuống. Một thoáng thời gian, linh hồn bản thể của Tiêu Phàm đột nhiên tỏa ra vô số tia sáng giống như lợi kiếm, xuyên thủng linh hồn bản thể, linh hồn lực bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, linh hồn bản thể lần nữa biến thành thân thể, nhưng giờ phút này trông hắn vô cùng uể oải suy sụp, lơ lửng trong thần cung, tựa như tùy thời có thể tiêu tán. Thí thần, phệ hồn, tạm thời ngăn trở hắn cho ta. Tiếng nói suy yếu của Tiêu Phàm vang lên, sắc mặt linh hồn bản thể trắng bệch, lộ ra vẻ dữ tợn nói, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút xíu. Một kích này, chỉ thiếu một chút xíu, linh hồn của Tiêu Phàm đã bị thần vô tâm giết chết. Cũng may linh hồn lực của hắn vô cùng cường đại, không kém gì thiên thần cảnh tiền kỳ, nên mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp mà sống sót. Cái này cũng đủ để chứng minh thần thông của thần vô tâm đáng sợ, nó có thể trực tiếp công kích linh hồn. Đoán chừng cường giả thiên thần cảnh chừng bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Trong tất cả những đối thủ của Tiêu Phàm, thần vô tâm tuyệt đối là người đáng sợ nhất, thậm chí còn cường đại hơn cả Tu La Sơn chủ. Gào, thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xông ra khỏi thần cung. Cũng không có gì hơn người. Ở bên ngoài, thần vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, bên trong ánh mắt còn có một tia khinh thường. Hắn bước từng bước đi về phía Tiêu Phàm đi đến, sát ý càng ngày càng đậm, cho dù Tiêu Phàm thật sự không lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhưng chỉ cần giết chết hắn, cũng có thể lấy được Tu La Vương thần tàng, cũng coi như không uổng công chuyến này. Gào, đúng lúc này, sau lưng Tiêu Phàm bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó, một bóng đen to lớn xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, trên người nó tản ra khí tức như có như không. Thôn phệ tàn hồn đại trưởng lão Tu La Vương tộc. Sức mạnh linh hồn của nó đã đạt đến siêu việt thiên thần cảnh, lúc nào cũng có thể bước vào cảnh cửa này. Thí thần tổ thú, con người thần vô tâm khẽ co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn,
kích động nói, cho dù không có đạt được Tu La Vương truyền thừa, nếu như có thể hàng phục ngươi, cũng đủ rồi. Danh tiếng của thí thần, cho dù là ở thái cổ thần giới, cũng như sấm bên tai, đây chính là tồn tại trên bảng xếp hạng thần thú. Nếu nó trưởng thành đến cảnh giới nhất định, cho dù Tu La Vương ở trước mặt nó cũng không tính là gì. Nghĩ vậy, vẻ chán chường trên mặt thần vô tâm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ kích động cùng hưng phấn. Sau một khắc, thần vô tâm lại lóe lên, xuất hiện lần nữa đã tới trước người Tiêu Phàm, đâm một kiếm tới ngực Tiêu Phàm. Trạng thái cửa Tiêu Phàm lúc này, sao có thể ngăn cản công kích của hắn? Keng, một tiếng hét lớn bén nhọn vang lên, khi trường kiếm của thần vô tâm sắp đâm trúng ngực Tiêu Phàm, đột nhiên Tiêu Phàm lại động, Tu La kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng rung động, trực tiếp đánh bay kiếm của thần vô tâm. Sinh tử thế giới, Tiêu Phàm lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, chém ra một kiếm, hai luồng sức mạnh hoàn toàn tương phản mãnh liệt lan ra, sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa dung hợp ở cùng một chỗ, một kiếm này của hắn trực tiếp mở ra một thế giới mới. Thần vô tâm không kịp đề phòng, thân thể bị mấy đạo kiếm khí xuyên thủng, máu tươi chảy ra, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, hiển nhiên hắn không ngờ Tiêu Phàm vẫn còn sức phản kháng. Hắn sao có thể biết được, giờ phút này không phải là Tiêu Phàm đang phản kích, mà là phệ hồn thao túng thân thể Tiêu Phàm, nó thi triển ra thực lực cũng không kém gì Tiêu Phàm. Đáng chết, thần vô tâm gầm thét một tiếng, lần nữa đánh ra một chưởng. Hồn diệt, hư không mãnh liệt run rẩy, tiếng gió gào thét bên tai không dứt, lại một tia sang màu trắng bay tới, muốn cho Tiêu Phàm một kích tất sát. Hắn mặc dù không biết tại sao Tiêu Phàm vẫn có thể hành động tự nhiên, nhưng một kích vừa rồi, nhất định là đã bị trọng thương, thêm một kích này nữa, Tiêu Phàm cho dù không chết cũng tàn phế. Gào, lúc này, thí thần ngửa mặt lên trời gầm thét, chủ động rời khỏi thân thể Tiêu Phàm, hướng về không trung đập xuống. Tia sáng kia còn chưa rơi xuống, đã bị thí thần nuốt chửng, vô số tia sáng màu trắng từ thân thể thí thần bộc phát ra, nhưng cũng không xuyên thủng được thân thể của thí thần. Thí thần giãy giụa mấy lần, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, khí tức trên người nó cũng trở lên cực kỳ không vững vàng, tựa như muốn bạo tạc. Công tử, đám người Kiếm La khẽ run lên, trái tim bọn hắn cũng nhảy lên đến cuống họng, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng ngây ngô vừa rồi của Tiêu Phàm, bọn hắn cho là Tiêu Phàm hẳn đã chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không ngờ, thí thần lại ngăn trở một kích kia của thần vô tâm. Thần vô tâm cũng ngây ngẩn cả người, sức mạnh thần thông của hắn lại bị thí thần nuốt mất. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, chẳng những không có chút e ngại nào, ngược lại lộ ra vẻ mừng thầm, nói quả nhiên không hổ là tồn tại xếp hạng thứ 19 trên bảng xếp hạng thần thú trong truyền thuyết, ta nếu có thể luyện hóa ngươi thành linh hồn thứ hai, Tu La thần vương truyền thừa tính là cái gì? Nghĩ vậy, con người thần vô tâm ngưng tụ, thân thể như gió nhào về phía thí thần, giờ phút này thí thần đã rời khỏi thân thể Tiêu Phàm, đây chính là cơ hội tốt nhất để đối phó thí thần. Nhưng phệ hồn sao có thể để hắn đạt được ước muốn, nó thao túng thân thể Tiêu Phàm, nhanh như thiểm điện, đánh về phía thần vô tâm. Hừ, ta xem ngươi còn có thể đỡ được mấy chiêu. Thần sắc thần vô tâm băng lãnh, một kích vừa rồi mặc dù bị thí thần phá giải, nhưng hắn không tin Tiêu Phàm lại có thể tiếp nhận một kích này. Diệt hồn thần ấn, hai tay hắn không ngừng đánh ra, ngừng kết thành một đạo thủ ấn, lập tức một cỗ phong bạo mang tính chất hủy diệt điên cuồng hội tụ. Lòng bàn tay hắn tỏa ra tia sang mù trắng chói mắt, giống như một vòng mặt trời nhỏ. Hắn không tiếp tục thi triển tiên thiên thần thông, dù sao, thi triển hai lần tiên thiên thần thông, tiêu hao đối với hắn cũng quá lớn. Huống hồ, uy lực một kích này có lẽ không bằng thần thân hồn diệt trước đó, nhưng thần vô tâm tin tưởng, Tiêu Phàm không có khả năng đỡ được một kích này. Thần vô tâm vung tay lên, một trường ấn thoáng hiện, hóa thành vô số thần quang phóng tới Tiêu Phàm. Tia sang mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt thôn phệ Tiêu Phàm. Gào, lúc này, tiếng giống giận dữ của thí thần một lần nữa truyền đến, chẳng biết từ lúc nào nó đã xuất hiện trước người Tiêu Phàm, mở miệng lớn, điên cuồng thôn phệ tia sang màu trắng kia. Khi tia sáng màu trắng không ngừng bị thôn phệ, khí thế trên người nó không ngừng tăng cường, ẩn ẩn có cảm giác muốn đột phá. Có thể lờ mờ nhìn thấy, ở mi tâm thí thần, có hai tia sáng đang không ngừng dung hợp. Chỉ thiếu một chút xíu là có thể dung hợp cùng một chỗ. Mà một kích này của thần vô tâm, dường như trở thành động lực để hai tia sang kia dung hợp.
mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp. Thần vô tâm thầm nói không tốt, thí thần rõ ràng có dấu hiệu muốn đột phá đến thiên thần. Không đợi thần vô tâm xuất thủ, hai tia sang kia đã triệt để dung hợp cùng một chỗ, sức mạnh vô cùng đáng sợ từ trên người thí thần nở rộ mà ra. Chỉ một thoáng, phiến thiên địa này triệt để cuồng loạn. Đột phá, nơi xa, đám người kiếm la đều đình chỉ chiến đấu, kinh ngạc nhìn thí thần. Đột phá, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thí thần, bọn hắn không nghĩ tới, bản thân lại có thể tận mắt chứng kiến một cường giả thiên thần cảnh sinh ra. Thiên thần cảnh, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, không biết đã bao nhiêu vạn năm ở chiến hồn đại lục không sinh ra cường giả bậc này, nhưng hôm nay thí thần đã đi đến một bước này. Trên mặt đám người kiếm la lộ ra vẻ mừng như điên, thí thần đột phá thiên thần, dù là nó chỉ là tồn tại ở trạng thái linh hồn, nhưng đó cũng là thiên thần. Lần này, Tiêu Phàm được cứu rồi, mới chỉ dung hợp thành thần cách mà thôi, còn chưa vượt qua thần kiếp đâu. Khuôn mặt thần vô tâm băng lãnh, thần sắc dị thường khó coi, hắn vô cùng khó chịu khi thí thần nhờ sức mạnh của hắn để dung hợp đột phá thiên thần cảnh. Nghe nói như thế, kiếm la biến sắc, đúng vậy. Muốn đột phá thiên thần cảnh, thế nhưng còn cần vượt qua thần kiếp. Mà cái gọi là thần kiếp này vô cùng quỷ dị, hết sức mịt mờ, nếu là tâm ma thần kiếp, thí thần không thể chống đỡ, vậy khi đó, Tiêu Phàm và thí thần đều sẽ gặp nguy hiểm. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, thần vô tâm không chút do dự phóng tới thí thần, vì đề phòng vạn nhất, hắn hiện tại chỉ có thể đánh trọng thương thí thần, thậm chí giết nó. Bằng không nếu thật sự để thí thần đột phá thiên thần cảnh, cho dù thần vô tâm cũng không có khả năng đối phó được thí thần. Tồn tại xếp hạng thứ 19 trên bảng xếp hạng thần thú, cũng không phải có thể giết chết dễ dàng như vậy, đó đều là quái vật có thể chiến đấu vượt cấp. Sinh tử thế giới, phệ hồn thao túng thân thể Tiêu Phàm lần thứ hai chém ra một kiếm ngăn trở thần vô tâm, kiếm khí bay múa, răng khắp không gian. Cút, thần vô tâm hét giận dữ một tiếng, liên tục đánh ra mấy đạo trưởng cương, hắn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Tốc độ nhanh hơn một tia so với Tiêu Phàm. Trường cương và kiếm khí đụng vào nhau, không gian run lên bần bật, tựa như muốn vỡ vụn ra, hai người mặc dù đều có tu vi chiến thần cảnh, nhưng thực lực giờ phút này bộc phát, tuyệt đối đã đạt đến cấp độ thiên thần cảnh. Thần vô tâm cũng không muốn cùng Tiêu Phàm dây dưa, việc hắn hiện tại muốn làm, chính là tiêu diệt thí thần, chí ít cũng không thể để cho nó thành công đột phá thiên thần cảnh, bằng không đối với hắn, tuyệt đối là một loại tai họa. Hắn tránh thoát khỏi ngăn cản của Tiêu Phàm, lách mình xuất hiện ở gần thí thần, ma la kiếm trong tay phẫn nộ chém một cái, kiếm mang mấy trăm trượng quét ngang mà ra, tựa như muốn tiêu diệt mảnh không gian này. Đám người kiếm la cách đó không xa, trái tim đều nhảy lên cổ họng, sắc mặt hơi trắng bệch. Chiến đấu ở cấp bậc này, bọn hắn không thể tham dự, bọn hắn cũng coi như là thiên tài, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Tiêu Phàm và thần vô tâm. Mắt thấy một kiếm sắp rơi vào trên người thí thần, đột nhiên một hắc ảnh lướt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, quỷ dị xuất hiện ở đằng trước thí thần. Bóng đen chặn công kích thần vô tâm lại, lộ ra một nụ cười nhìn thần vô tâm, nói, bây giờ tới lượt ta. Người vậy mà lại không có việc gì. Lông mày thần vô tâm nhíu lại, sắc mặt trầm xuống nhìn thanh niên áo bào đen ở đối diện, thanh niên áo bào đen này không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hiện tại nào còn vẻ đần độn trước đó, hắn đã khôi phục bộ dáng thanh tỉnh. Thần vô tâm nghĩ không ra, tại sao Tiêu Phàm có thể nhanh như vậy đã khôi phục như lúc ban đầu, chẳng lẽ vừa rồi là hắn cố ý giả vờ. Ta ngược lại đã quên, thí thần tổ thú là linh hồn thứ hai của ngươi, chỉ cần giết ngươi, nó cũng phải chết, lần này, ngươi sẽ không may mắn như lần trước đâu. Thần vô tâm lấy lại tinh thần, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Theo hắn, đối phó với Tiêu Phàm dễ dàng hơn nhiều so với thí thần, nếu như vừa rồi không phải hắn bị thí thần hấp dẫn, không nghĩ nhiều được như vậy, hắn đã giết Tiêu Phàm rồi. Đáng tiếc, ngươi sẽ không còn cơ hội. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, thần vô tâm vẫn khinh thường, khi nãy hắn có thể dùng một kích đánh trọng thương Tiêu Phàm, hiện tại hắn cũng có thể giết hắn. Tiếng nói rơi xuống. Thần lực quanh thân thần vô tâm bành trướng, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt, lật tay đập xuống một chưởng. Lại là một kích này, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư không, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đối phó ngươi, một kích này là đủ,
Tiếng thần vô tâm lạnh lùng, một kích này chuyên để tấn công linh hồn, cho dù là thiên thần cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Thực lực của Tiêu Phàm có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng linh hồn hắn có thể mạnh tới mức nào? Lúc này, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần lần nữa xuất hiện, một ngụm nuốt vào tia sang màu trắng trên bầu trời. Ngươi không phải đang độ kiếp sao? Sắc mặt thần vô tâm đại biến, thí thần vừa mới dung hợp thành thần cách, làm sao có thể trong nháy mắt đã độ kiếp? Cho dù thí thần là tồn tại xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng thần thú, cũng không có khả năng độ kiếp xong trong thời gian ngắn như vậy. Thí thần vốn chính là thiên thần cảnh, hiện tại chỉ là khôi phục thực lực mà thôi, còn cần độ kiếp sao? Trong lòng Tiêu Phàm khinh thường nói. Ngay sau đó, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, đâm một kiếm về ngực thần vô tâm phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, giống như thuấn di. Nhưng dù vậy, ngực hắn vẫn bị tu la kiếm đâm trúng, máu tươi phun ra, sắc mặt thần vô tâm lạnh lẽo đến cực điểm, bản thân rốt cuộc bị thương. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, còn có người của ngươi, toàn bộ đều phải mai táng. Thần vô tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, sát cơ hiển lộ. Sâu kiến, vừa rồi chính là một con kiến hôi làm ngươi bị thương. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Thần vô tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọc bút lăng không vạch một cái, một cửa ánh sáng thoáng hiện. Ngay sau đó, có mấy bóng người từ bên trong cửa ánh sáng rảo bước tiến lên đến, khí thế mạnh mẽ quét sạch tứ phía, trong đó Tiêu Phàm có nhận biết một người, chính là Tu La Sơn Chủ. Hóa ra các ngươi đã sớm tính toán ta, ngay từ đầu các ngươi đã không nghĩ tới thực hiện hiệp nghị. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn đám người tới, ánh mắt lấp lóe, sát khí sắc bén không ngừng nở rộ. Tu La Sơn Chủ là thiên thần cảnh không thể nghi ngờ, mấy người khác, theo thứ tự là Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, còn có hai kẻ không quen biết. Thực lực của Đại Trưởng Lão cùng Tam Trưởng Lão cũng chỉ là nửa bước thiên thần mà thôi, nhưng hai tên khác thì Tiêu Phàm có chút nhìn không thấu. Nhưng Tiêu Phàm lại nhận ra, ánh mắt Tu La Sơn Chủ khi nhìn về phía hai người kia đều có một tia kiêng kỵ, chẳng lẽ hai người này còn cường đại hơn Tu La Sơn Chủ? Thực hiện hiệp nghị, ngươi xứng sao? Thần sắc thần vô tâm hững hờ, lạnh giọng nói, Tu La Vương truyền thừa bị hắn đoạt đi, giết hắn. Thần vô tâm, ngươi cũng không có gì hơn, đánh không lại liền tìm viện binh. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải sức mạnh có thể diệt sát linh hồn của hắn, cho dù là thiên thần cảnh, hắn cũng không sợ. Giết ngươi, chỉ sợ bẩn tay thiếu chủ mà thôi. Không đợi thần vô tâm mở miệng, một nam tử trung niên áo bào đen lạnh lùng phun ra một câu, sau đó bước từng bước đi về phía Tiêu Phàm. Cùng tiến lên, một tên cũng không để lại. Thần vô tâm rất rõ ràng thực lực của Tiêu Phàm, thần thông của hắn đều không làm gì được Tiêu Phàm, bằng vào chính hắn không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Đây cũng là nguyên nhân hắn tìm đám người Tu La Sơn Chủ đến, vô luận thế nào đều không thể để Tiêu Phàm rời khỏi nơi này. Vâng, thiếu chủ, tất cả mọi người cung kính gật đầu, cùng nhau tới gần Tiêu Phàm. Tam đại thiên thần cảnh, hai người là bán bộ thiên thần, dù là không xuất thủ, chỉ cần khí tức phát ra, cũng đã vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được cỗ uy áp kia, đám người Kiếm La đã có chút đứng không vững. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn khốc, đằng đằng sát khí nhìn đám người thần vô tâm phía đối diện, nhìn chằm chằm luồng áp lực to lớn tỏa ra từ đám người Tu La Sơn Chủ đang đi đến. Một màn này, khiến trong lòng tất cả mọi người ở đây ngưng tụ, chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn cùng ba cường giả thiên thần cảnh, hai nửa bước thiên thần chém giết hay sao? Đội hình đáng sợ như vậy, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến thần cảnh, cho dù là thiên thần cảnh bình thường, cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Đám người cảm nhận được sự bình tĩnh trên người Tiêu Phàm, không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Điệu bộ này của Tiêu Phàm, có vẻ như cũng không phải là muốn liều mạng với mấy đại cường giả thiên thần cảnh, ngược lại giống như là đi chịu chết, nếu không, ngay cả đối mặt mấy đại cường giả chiến thần cảnh, hắn cũng không có khả năng hờ hững như thế. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn Sơn Chủ, hơn nữa, khí tức phát ra trên người của hai người kia có vẻ như càng mạnh hơn so với Sơn Chủ. Không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất định là thiên thần cảnh. Nói cách khác, Tiêu Phàm bây giờ phải đối mặt với ba đại thiên thần cảnh cường giả, hai nửa bước thiên thần cảnh. Đoán chừng hắn tự biết là không địch lại,
đi lên chịu chết, nếu như bị công tử bắt sống, nhất định sẽ bị công tử tra tấn, đi lên chịu chết như thế này, cũng là thoải mái. Hắn vậy nhưng mà lại tự biết mình, đáng tiếc, dù hắn lợi hại như thế nào, tại trước mặt công tử cũng chỉ thế mà thôi. Thuộc hạ của Thần Vô Tâm coi thường nhìn Tiêu Phàm, bên trong lời nói đều là ý chế nhạo, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba đại thiên thần cảnh, hai nửa bước thiên thần, thực lực như thế này, đã có thể quét ngang thiên địa lao ngục và chiến hồn đại lục. Sắc mặt của đám người Kiếm La, Thiếu Thiên Dương vô cùng nghiêm nghị, cố nhiên là bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng lúc này, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Nếu như chỉ là một thiên thần cảnh, bọn hắn tin tưởng rằng, lấy thực lực của Tiêu Phàm, tuyệt đối không sẽ rơi xuống hạ phong, dù là đánh bại thiên thần cảnh đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng mà, đối diện là ba đại thiên thần, trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có Huyết Ma Bộ Lạc và Chiến Thần Điện có thể địch nổi. Đang lúc đám người lo lắng, đột nhiên có một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, một lũ muốn tự tìm cái chết. Đám người nghe thấy thế, không khỏi hít vào một hơi lạnh, ánh mắt đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Tiểu tử này vừa nói cái gì? Hắn nói bọn Sơn Chủ tự tìm cái chết, thuộc hạ của Thần Vô Tâm kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiểu tử này sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ là hắn cố ý khích giận mấy đại thiên thần phía đối diện, muốn đối phương cho hắn được chết thống khoái hay sao? Thiên thần cường giả áo đen cầm đầu cười nhạo một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, một tên chiến thần cảnh nho nhỏ mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là thiếu chủ sao? Giết ngươi dễ như giết chết một con kiến. Trong mắt của những thiên thần cường giả khác cũng tỏa ra kim quang, chỉ có vẻ mặt của Tu La Sơn Chủ, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hơi ngưng tụ, bọn hắn dù sao cũng đã được chứng kiến sự cường đại của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tuyệt đối không phải loại người không nắm chắc sẽ đi chịu chết, hắn dám nói như vậy, khẳng định có sự tự tin của hắn. Chỉ là bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Tiêu Phàm đến cùng dựa vào cái gì, ngay cả thiên thần cảnh đều không để ở trong mắt. Còn lo lắng cái gì nữa, giết hắn. Tiếng nói lạnh lẽo của Thần Vô Tâm vang lên, hắn không muốn sinh thêm chuyện, Tiêu Phàm cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Vừa rồi hắn đánh với Tiêu Phàm một trận, ban đầu còn có thể áp chế Tiêu Phàm, nhưng theo chiến đấu diễn ra, hắn phát hiện Tiêu Phàm vậy mà đang mạnh dần lên. Vẻn vẹn trong thời gian chưa uống hết nửa chén trà nhỏ, hắn đã không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, tiếp tục như thế, Thần Vô Tâm đều có khả năng thua ở trong tay Tiêu Phàm. Thần Vô Tâm tu luyện tới bây giờ, còn chưa nếm qua quả đắng, trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau sẽ càng thêm không có. Tiểu tử, nhớ kỹ sau khi đầu thai, không nên đắc tội thiếu chủ. Thiên thần áo đen hừ lạnh một tiếng, nguyên bản hắn còn muốn tra tấn Tiêu Phàm một chút, chỉ là Thần Vô Tâm hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám do dự. Tiếng nói vừa phát ra, thiên thần áo đen đã dẫn đầu xông ra. Mấy người đứng phía sau Tu La Sơn Chủ cũng đồng thời xông lên, nhưng bọn hắn chỉ là tượng trưng xông tới Tiêu Phàm mà thôi. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, có thiên thần áo đen ra tay, cũng đã đầy đủ rồi. Cảm nhận được cỗ khí thế mạnh mẽ kia, Tiêu Phàm không khỏi lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Quả nhiên là đồ chán sống. Thiên thần áo đen khịt mũi coi thường cười nói, Tiêu Phàm ngay cả khí thế của bọn hắn đều không ngăn cản được. Còn dám trách mắng bọn họ là một đám người chán sống, chính hắn tự tìm cái chết mới là thật. Nhưng Tiêu Phàm lại không để ý tới bọn họ, hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, đón nhận lấy một luồng áp lực to lớn tiếp tục đi về phía tên thiên thần kia. Ở bên trong quá trình này, trên người Tiêu Phàm mơ hồ tản ra một luồng khí tức như có như không, đồng thời, quanh người hắn tỏa ra từng tia sương mù màu đen, toàn bộ hư không đều hơi run rẩy. Hơn nữa, mắt phải của hắn vậy mà chậm rãi biến thành màu máu, dường như chảy ra máu tươi, nhìn qua vô cùng dữ tợn, tanh máu. Bọn thiên thần áo đen phía đối diện mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không thích hợp, tốc độ của bọn họ bỗng nhiên tăng lên, lắc mình một cái liền xuất hiện ở gần Tiêu Phàm. Chết đi, một chưởng của thiên thần áo đen giận dữ đánh xuống, hư không giống như một chiếc gương, bắt đầu vỡ ra, khí tức vô cùng mạnh mẽ quét sạch bốn phương. Đám người Tu La Sơn Chủ thấy thế, không tiếp tục tiến lên nữa, một người chết mà thôi, căn bản không cần thiết để bọn hắn đồng thời xuất thủ. Công tử, bọn Kiếm La gào thét, toàn lực lao về vị trí của Tiêu Phàm, nhưng mà,
trưởng cương bá đạo của thiên thần cảnh làm cho ngũ tạng lục phủ của bọn hắn bị chấn động đến mức không ngừng sôi trào, căn bản không tiến đến gần được. Dưới một đòn này, mặt Tiêu Phàm đều bắt đầu vặn vẹo, hắn nhanh chóng nhắm mắt trái lại, bên trong mắt phải đã bắt đầu chảy ra máu tươi, thậm chí bắt đầu có xương máu bốc hơi lên. Dưới một trưởng này, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ phải chết không nghi ngờ. Gào, nhưng mà, lúc một trưởng kia sắp đánh lên trên người Tiêu Phàm, một tiếng gầm thét ngập trời từ trên người Tiêu Phàm truyền ra. Sau một khắc, một chuyện làm cho tất cả mọi người kinh hãi phát sinh, chỉ thấy quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên sương mù màu đen cuồn cuộn, sau lưng hắn, hiện lên một ma ảnh màu đen to lớn. Ma ảnh bay múa, một quyền hung hăng đánh về trưởng cương trên không trung, không đợi đám người lấy lại tinh thần, quyền cương của thiên thần áo đen bùm một tiếng nổ tung. Hơn nữa, một quyền kia của ma ảnh màu đen cũng không biến mất, càng là tản ra khí tức vô cùng ngông cuồng, nhằm về thiên thần áo đen hung hăng giết tới. Cái gì? Sắc mặt của tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi, Tiêu Phàm vậy mà một quyền đánh nát trưởng cương của thiên thần cảnh, đây là cần sức mạnh lớn cỡ nào? Chỉ có con ngươi của thần vô tâm hơi co rụt lại, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn ma ảnh vô cùng cuồng bá sau lưng Tiêu Phàm, bờ môi hơi run run nói chẳng lẽ đây là vị trong truyền thuyết kia? Không đợi thần bọn vô tâm lấy lại tinh thần, công kích của ma ảnh ở sau lưng Tiêu Phàm kia đập ầm ầm lên trên người thiên thần áo đen. Thiên thần áo đen bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đập ầm ầm xuống mặt đất, quảng trường đá đen đều là run lên bần bật. Nhanh, dùng bất kỳ giá nào, giết hắn. Thần vô tâm trở nên có chút dữ tợn, đáy mắt có một tia vừa điên cuồng vừa tham lam. Giết, thiên thần áo đen từ mặt đất bò lên, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hóa thành thiểm điện giết tới Tiêu Phàm, những người khác cũng không do dự, một đòn vừa rồi của Tiêu Phàm triệt để làm cho bọn hắn sợ hãi. Giờ khắc này, mới là chân chính ba đại thiên thần, hai nửa bước thiên thần cùng lúc áp bách hướng tới Tiêu Phàm, xương cốt của Tiêu Phàm đều đang phát ra từng tiếng vỡ vụn, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Bằng vào sức mạnh của một người, hắn xác thực không phải là đối thủ của mấy tên thiên thần cảnh, dù là hắn đã kích phát sức mạnh của Tu La Ma Ảnh, đây hầu như đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà, theo sức mạnh áp bách ngày càng nhiều, bên trong mắt phải của Tiêu Phàm, máu tươi chảy càng lúc càng nhanh, bên trong con mắt màu đỏ ngòm có lẫn một tia màu đen, cho người ta một loại cảm giác vô cùng âm trầm. Vẫn không bức bách luồng sức mạnh này ra được sao? Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không cam lòng, mắt trái nhắm chặt, mắt phải dường như sắp nổ tung, gân xanh trên trán hắn càng giống như là những con sâu ngọ nguậy. Ken két, dưới sự áp chế của lực mạnh của đối phương, xương cốt của Tiêu Phàm cũng bắt đầu nổ tung, thân thể chậm rãi ngã xuống mặt đất. Sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, trong lòng hắn gào thét Tiêu Phàm ta, tuyệt đối không có khả năng chết ở đây. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, từng ấy năm cho tới nay, bao nhiêu cửa ải khó khăn hắn đều vượt qua, giờ làm sao có thể chết ở đây. Dù là đối mặt với địch nhân không thể chiến thắng, Tiêu Phàm cũng chưa từng chủ động trốn tránh, nếu như những người trước mắt này đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của thiên thần, Tiêu Phàm có lẽ khó thoát khỏi tai kiếp. Nhưng mà... bọn hắn vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh, lại không thể phát huy ra sức mạnh chân chính, trong đó còn có hai người vẫn chỉ là chiến thần cảnh, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bị bọn hắn giết chết ở chỗ này. Trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng, gân xanh trên mặt thiếu chút nữa thì nổ tung. Dù là thần vương thì thế nào, tiểu gia giết không tha, Tiêu Phàm dùng hết toàn lực gào thét, tựa như phát tiết ra toàn bộ lệ khí. Gào. Một tiếng giống giận ngập trời từ trong miệng Tiêu Phàm phát ra, giống như long ngâm, lại như thú gầm, âm thanh rung động chín tầng trời. Trong nháy máy này, mắt phải của Tiêu Phàm đột nhiên triệt để biến thành huyết màu máu tươi, dường như có một ngọn lửa màu máu đang bùng lên, cũng như hóa thành một cái vòng xoáy màu đen đang xoay chuyển. Bên trong ánh mắt của Tiêu Phàm, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ của máu, giữa thiên địa đâu đâu cũng có long linh thi cốt, tràn đầy khí tức khắc nghiệt. Vào lúc này, thiên địa giống như đang rên rỉ, đang hét lên giận dữ, Tiêu Phàm cảm giác thiên địa đều trở nên hỗn loạn. Cũng tại lúc mà sức mạnh của bọn thiên thần áo đen sắp tới gần Tiêu Phàm, trong con ngươi của Tiêu Phàm đột nhiên phun ra từng đạo ánh sáng màu máu. Ánh sáng màu máu kia giống như từng chuôi thần binh lợi kiếm, xuyên thủng hư không, gào thét bốn phía. Phụt 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 từng đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, trước tiên phóng tới thiên thần áo đen.
bỗng nhiên hắn bị mấy thanh kiếm sắc bén màu máu đen xuyên thủng, sau đó thân thể bị những thanh kiếm này xé nát thành mấy đoạn. Con người hắn kém chút bị nổ tung, tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực, nhưng càng nhiều hơn vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường là cường giả thiên thần cảnh, làm sao có thể bị một chiến thần cảnh giết chết? Chuyện này nếu như để người của Tu La Vương tộc ở Thái Cổ Thần Giới biết rõ, đoán chừng sẽ trở thành trò cười cùng sỉ nhục của Tu La Vương tộc. Cường giả thiên thần cảnh của Tu La Vương tộc, vậy mà chết ở trong tay tu sĩ chiến thần cảnh trong tiểu thế giới. Đáng tiếc, căn bản hắn không có lực chống lại, thân thể bị vô số thanh kiếm sắc màu máu xé vỡ nát, linh hồn hắn muốn chạy trốn căn bản cũng không kịp. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn và nhục thân của thiên thần áo đen đã bị huyết hắc sắc lợi kiếm đánh nát, chỉ còn lại một viên tinh thể sáng lập lòe lưu lại. Đường đường cường giả thiên thần cảnh, bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu, huyết hắc sắc lợi kiếm tiếp tục gào thét bay về nơi xa. Mấy người Tu La Sơn chủ nhìn thấy thiên thần áo đen bị huyết hắc sắc lợi kiếm giết chết, tất cả mọi người đều cảm thấy tim mật phát lạnh, toàn thân nổi da gà. Đây chính là thiên thần cảnh, vậy mà thời gian không đến một nhịp thở đã bị chết. Nếu như không phải nhìn thấy tận mắt, bọn hắn ai cũng sẽ không tin, bởi vì đây quả thực giống như chuyện cổ tích. Tiêu Phàm, đừng giết ta. Tam trưởng lão có phản ứng đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, phụt một tiếng quỳ trên mặt đất. Tính toán nhất mạch Tu La Điện của ta mấy vạn năm, cũng nên có một cái kết thúc. Giọng nói âm lãnh tới cực điểm của Tiêu Phàm vang lên. Tam trưởng lão vốn là phục vụ cho đại trưởng lão của Tu La Vương tộc, hắn một mực tính toán nhất mạch của Tu La Điện, nếu như không phải Tiêu Phàm đủ mạnh, đoán chừng đã bị tàn hồn của đại trưởng lão đoạt xá. Buông tha cho hắn, căn bản Tiêu Phàm không có bất kỳ lý do gì để buông tha hắn, lần trước đã cảnh cáo hắn, nhưng căn bản hắn không quý trọng. Hơn nữa, hắn đến nơi này, vốn liền là để giết Tiêu Phàm làm sao có thể tha cho hắn. Phụt một tiếng, tam trưởng lão ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị vô số ánh sáng huyết hắc sắc xé thành huyết vụ. Tương tự, đại trưởng lão cũng thế, trong nháy mắt bị ánh sáng huyết hắc sắc đánh nát. Thời gian không đến một lần hô hấp, năm đại cường giả chỉ còn lại Tu La Sơn chủ với một tên cường giả thiên thần cảnh khác. Tiêu Phàm vẫn không có dự định buông tha bọn hắn, một tên cường giả thiên thần cảnh ở gần Tiêu Phàm nhất bị vô số ánh sáng huyết hắc sắc xé rách. Không thể nào, người chỉ là một chiến thần cảnh, làm sao có thể nắm giữ đồng thuật mạnh như vậy? Tên thiên thần cảnh cường giả kia sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây là sức mạnh đồng thuật gì. Đây là đồng thuật trong truyền thuyết, nghịch loạn sát phạt. Ở đằng xa kia con ngươi thần vô tâm kịch liệt run rẩy. Hắn nhận ra đồng thuật mà Tiêu Phàm thi triển. Cũng chính bởi như thế, hắn mới vô cùng sợ hãi, hắn hoàn toàn không tin, loại đồng thuật vậy mà sẽ xuất hiện ở trên người một tu sĩ chiến thần cảnh. Không có cái gì là không thể, thiên thần cảnh tài giỏi lắm sao? Các ngươi không phải nói một ngón tay có thể giết con sâu kiến này sao? Mặt Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí quát. Tiêu Phàm không cho là có ai đó hơn người khác một bậc. Tu La Vương tộc thì như thế nào? Thiên thần cảnh thì đã làm sao? Bây giờ còn không phải chết ở trong tay một chiến thần cảnh trong tiểu thế giới sao? Chỉ cần có đầy đủ thực lực, mới có thể chân chính khinh thường tất cả. Không đến một lần hô hấp, tên thiên thần cảnh cường giả kia cũng bị Tiêu Phàm giết chết, chỉ có một viên thần cách lưu lại, nhưng Tiêu Phàm vẫn còn chưa có dự định kết thúc tất cả những thứ này. Nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thuộc hạ của thần vô tâm nhao nhao bị ánh sáng huyết hắc sắc xoắn giết hầu như không còn, cái gì cũng không lưu lại. Ngay cả thiên thần cảnh cũng đỡ không nổi sức mạnh đồng thuật này, huống chi bọn hắn chỉ là những chiến thần cảnh. Giờ phút này, ánh sáng huyết hắc sắc đầy trời không có bất kỳ quy luật gì, điên cuồng lôi xé hư không, trên quảng trường đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có vị trí của bọn kiếm là coi như an toàn, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy toàn thân vô lực. Nhưng mà... bọn hắn lại không sợ hãi, ngược lại vô cùng kích động với việc Tiêu Phàm giết chết hai đại thiên thần cảnh. Tiêu Phàm cũng không lập tức đối phó với thần vô tâm, mà chậm rãi tới gần Tu La Sơn chủ, Tu La Sơn chủ máu me khắp người, ngay cả đứng đều đứng không vững, nhưng cũng chưa chết. Cũng không phải là hắn có thể ngăn cản đồng thuật của Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm chưa giết chết hắn. Tu La Sơn chủ sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng cúi thấp đầu.
Tiêu Phàm một cước đá Tu La Sơn chủ văng ra, bước những bước lớn đi đến phía Thần Vô Tâm. Lúc này, Thần Vô Tâm cũng bị từng đạo ánh sáng huyết hắc sắc lôi xé, máu tươi ở toàn thân chảy ra, nhưng mà, bên ngoài thân thể hắn tỏa ra một chiếc lồng ánh sáng màu đỏ ngăn cản sức mạnh của ánh sáng màu hắc sắc kia. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, hắn không nghĩ tới thủ đoạn phòng ngự của Thần Vô Tâm, so với thiên thần cảnh còn đáng sợ hơn. Chuyện này làm cho Tiêu Phàm nhớ tới thân phận của Thần Vô Tâm, sợ rằng cũng không chỉ đơn giản là người kế thừa Tu La Sơn như vậy. Chết, Tiêu Phàm nhưng không có ý nghĩ buông tha Thần Vô Tâm muốn giết hắn, cũng có nghĩa là chuẩn bị để bị giết. Theo một tiếng quát như sấm này của hắn, đầy trời huyết hắc sắc lợi kiếm điên cuồng tuôn bay tới Thần Vô Tâm, sắc mặt của Thần Vô Tâm hoàn toàn thay đổi, đây là nghịch loạn đồng thuật ngay cả thiên thần cảnh cũng không chịu được. Lúc huyết hắc sắc lợi kiếm đầy trời kia sắp chém trúng Thần Vô Tâm, một tia sáng màu đen từ trên người Thần Vô Tâm tỏa ra, ngay sau đó lại truyền tới một tiếng nói, không nghĩ tới một tiểu thế giới lại có người nắm giữ đồng thuật nghịch loạn. Tiếng nói phát ra, Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn chăm chú tới phía sau Thần Vô Tâm, vậy mà hiện lên một thân ảnh màu đen, đó là một lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng giống như là một chân đã bước vào trong mồ. Nhưng khí thế trên người hắn lại làm cho người khác thấy cao không thể leo tới, dù hắn chỉ là một cái bóng mờ, cũng ép cho người không thở nổi. Con người của Tiêu Phàm lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trong lòng thầm nói, không phải là ta lĩnh ngộ được đồng thuật nghịch loạn, mà là một con mắt bên trong tỏa hồn châu kia nắm giữ mà thôi. Trước đó, Tiêu Phàm giết tàn hồn của đại trưởng lão, làm tỏa hồn châu vỡ nát, tỏa hồn châu bay vụt ra một đạo ánh sáng màu máu tiến vào bên trong con mắt Tiêu Phàm. Đạo ánh sáng màu máu kia chính là một con mắt, bên trong hàm chứa đồng thuật nghịch loạn. Tiêu Phàm có thể thi triển, cũng không phải là luyện hóa, mà là kích phát sức mạnh của con mắt kia mà thôi, nhưng dù vậy, cũng là uy lực tuyệt luân, có thể giết chết thiên thần cảnh trong nháy mắt. Nhưng việc này đã cơ hồ là cực hạn của Tiêu Phàm, tại trước khi hắn hoàn toàn luyện hóa con mắt này, hắn không có khả năng phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ hơn. Lão Tổ, giết hắn! Thần Vô Tâm nhìn thấy thân ảnh của lão giả lưng còng, lập tức trở nên vô cùng kích động, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm nói. Lão Tổ, đây là nhân vật cấp bậc lão tổ của Tu La Vương tộc sao? Nếu không, Thần Vô Tâm sao có thể gọi hắn là lão tổ? Tiêu Phàm lập tức đề phòng nhìn lão giả lưng còng, sương mù màu máu bên trong mắt phải của hắn chậm rãi biến mất, sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch. Nếu đồng thuật nghịch loạn không làm gì được lão giả lưng còng kia, Tiêu Phàm cũng không cần tiếp tục sử dụng con mắt này nữa, huống chi chuyện này với hắn có tiêu hao cực lớn. Thậm chí, mắt hắn đã chảy ra một tia máu tươi, đây là hậu quả của cưỡng ép sử dụng con mắt này. Lấy sức mạnh bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể đủ sử dụng mà thôi, căn bản là không có cách thi triển ra uy lực chân chính. Ngươi có biết đồng thuật này vốn là của ai không? Lão giả lưng còng cũng không để ý tới Thần Vô Tâm, ngược lại híp hai mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ lão đầu này biết rõ chủ nhân của con mắt mà mình lấy được bên trong tỏa hồn châu kia là ai? Hay là nói, hắn biết rõ chuyện mình lấy được con mắt kia? Nhưng mà nghĩ lại thì lại không đúng, nếu như lão giả lưng còng biết rõ chuyện mình lấy được con mắt kia, hắn khẳng định sẽ không hỏi mình như thế. Biết rõ thì như thế nào, không biết thì lại như thế nào? Sắc mặt của Tiêu Phàm trầm xuống, trong mắt đều là vẻ đề phòng. Lão giả này có thể ngăn cản sức mạnh của đồng thuật nghịch loạn, thực lực có thể còn mạnh hơn nhiều so với bọn Tu La Sơn chủ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, con mắt này cho ngươi cũng thật là lãng phí, lão phu sẽ lấy lại. Lão giả lưng còng hơi lắc đầu, một chỉ bắn ra, một vệt sáng nhằm về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng lại lộ ra vô tận bá đạo, tựa như con mắt này vốn là thuộc về hắn. Hiện tại chỉ là lấy lại đồ của chính hắn mà thôi. Sắc mặt của Tiêu Phàm thay đổi, việc trước tiên nghĩ đến chính là lui lại, nhưng mà kỳ quái là, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách nào động đậy được. Vẻn vẹn một chỉ bắn ra, mình liền không thể động được. Vậy sức mạnh của lão giả lưng còng khủng bố tới mức nào? Phải biết, hắn bây giờ vẫn chỉ là một đạo tàn niệm hư ảnh, nếu như là bản thể, chẳng phải là nghịch thiên. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng trọng tới cực điểm, thực lực của lão giả lưng còng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.
hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đạo ánh sáng kia nhằm về phía hắn gào thét mà tới, lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một loại uy hiếp chết chóc bao phủ hắn. Dù là vừa mới đối mặt ba đại cường giả thiên thần cảnh, hai nửa bước thiên thần cảnh, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Nguyên một đám suy nghĩ ở trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng lóe qua, đáng tiếc, thời gian đã không nhiều, đạo ánh sáng kia trong nháy mắt đi tới gần Tiêu Phàm, cách Tiêu Phàm chỉ có không đến một trượng. Trên mặt Thần Vô Tâm lộ ra nụ cười lạnh lẽo, hắn thấy, lão giả lưng còng đã ra tay, cho dù Tiêu Phàm là thiên thần cảnh thì sao chứ, cũng hẳn là phải chết không có gì nghi ngờ. Huống chi, Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến thần cảnh mà thôi. Vút. Cũng ngay lúc ánh sáng kia sắp bắn vào mi tâm Tiêu Phàm, bên trong đại điện, đột nhiên bay vụt ra một đạo đạm ánh sáng kim sắc, tốc độ của đạo ánh sáng kim sắc kia không biết so với đạo ánh sáng của lão giả lưng còng nhanh gấp bao nhiêu lần. Ánh sáng màu vàng nhạt kia dường như sao chổi bay qua vòng trời, chiếu sáng cả vùng không gian, kêu xoẹt một tiếng, ánh sáng màu vàng nhạt kia trực tiếp dập tắt lưu quang của lão giả lưng còng trong nháy mắt. Ai, lão giả lưng còng gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn thực sự không nghĩ ra, ở tiểu thế giới này, làm sao còn có thể có sức mạnh nào đó có thể ngăn trở hắn. Trong nháy mắt khi đạo lưu quang kia bị dập tắt, thân thể Tiêu Phàm trong nháy mắt khôi phục tự do, thân hình hắn lóe lên, lúc lần nữa xuất hiện đã là bên ngoài mấy chục trượng. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, phía sau lưng hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt đều đã trắng bệch. Vừa mới trong nháy mắt kia, hắn cảm giác mình ở quỷ môn quan đi một vòng, sau đó, con người hắn đột nhiên nhìn về phía đại điện màu đen. Không chỉ đám bọn hắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quét về phía đại điện màu đen. Đường đường hóa thân thần vương, lấy lớn hiếp nhỏ, cũng quá đánh mất thân phận. Một tiếng nói bình thản từ trong đại điện truyền đến. Trong đại điện còn có người, trên mặt Thần Vô Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trở nên vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ Tu La Vương truyền thừa ở trong tay hắn? Có điều sự kích động của hắn rất nhanh bị tưới một chậu nước lạnh, đây là nhân vật mà công kích của lão tổ đều có thể hóa giải, coi như đối phương lấy được Tu La Vương truyền thừa thì tính sao? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn và lão tổ của hắn liền có thể cướp đoạt được sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Ánh mắt của bọn Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong đại điện, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ. Rốt cuộc là ai tại thời điểm mấu chốt cứu Tiêu Phàm một mạng? Chỉ có hai người Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng nghe được tiếng nói này, con người bỗng nhiên co rụt lại, hai người nhìn nhau, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hiển nhiên, hai người đã đoán được người nọ là ai. Cộp cộp cộp, bên trong đại điện, truyền đến một trận tiếng bước chân thanh thúy, tiếng bước chân rất nhỏ, lại giống như kinh sét đánh quẩn tại toàn bộ hư không, hô hấp của tất cả mọi người đều ngừng lại. Một phương của Thần Vô Tâm, chỉ còn lại Thần Vô Tâm, Tu La Sơn chủ và lão giả lưng còng, vẻ mặt ba người không giống nhau, chỉ ít, bọn hắn cũng không muốn đối mặt với một địch nhân mạnh mẽ. Mà bọn Kiếm La lại lộ ra vẻ tò mò, rốt cuộc là ai, tại mấu chốt thời điểm cứu Tiêu Phàm một mạng. Sức mạnh linh hồn của đám người đều nhằm về bên trong đại điện dũng mãnh lao tới, muốn dò xét bên trong đại điện rốt cuộc là ai. Nhưng mà đều bị sức mạnh của đại điện màu đen ngăn cản ở ngoài, căn bản không tiến vào được. Hơn nữa, bọn hắn cũng không muốn đắc tội một tồn tại cường đại, không thể không thu hồi linh hồn lực lại. Sau một lát, tiếng bước chân trong điện đột nhiên dừng lại, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hừ, giả thần giả quỷ, lão giả lưng còng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một chưởng đánh tới cánh cửa đại điện, xuất thủ rất tàn nhẫn. Đi đến cảnh giới như của hắn vậy, đã có rất ít người có thể làm hắn động dung, nhưng vị trong đại điện màu đen kia chính là một người trong đó. Xoẹt, cũng ngay tại lúc trưởng cương sắp tới gần cửa của đại điện màu đen, một đạo kiếm mang màu vàng nhạt bắn ra, kiếm khí đáng sợ trực tiếp xé mở trưởng cương của hắn. Nhưng mà, kiếm khí còn không ngừng, lần nữa hướng về lão giả lưng còng đánh tới, tựa như muốn một kiếm chém chết hắn. Hừ! Lão giả lưng còng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra phẫn nộ vô tận, hắn thế nhưng đường đường là thần vương hóa thân, lại làm sao có thể bị người khác chém giết. Lão giả lưng còng bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể Thần Vô Tâm, sau một khắc, khí thế trên người Thần Vô Tâm đại biến, ngọc bút màu đen trong tay nhẹ nhàng vung lên, một cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn.
Kiếm mang màu vàng nhạt kia bỗng nhiên bắn vào bên trong cửa ánh sáng, cũng không thấy bóng dáng, cửa ánh sáng cũng đồng thời nổ tung, thân hình thần vô tâm lui ra phía sau mấy trượng, hư ảnh của lão giả lưng còng lần nữa xuất hiện. Biến thái như vậy, bọn Tiếu Thiên Dương kêu lên quái dị. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, Tiêu Phàm dù trong nháy mắt giết chết ba thiên thần cảnh cường giả, mà lão giả lưng còng lại ép tới Tiêu Phàm hoàn toàn không thở nổi, có thể nghĩ lão giả lưng còng mạnh mẽ thế nào. Nhưng mà, lão giả lưng còng vẫn như cũ bị một kiếm của đối phương đẩy lui, người này đáng sợ như thế nào. Hư ảnh của lão giả lưng còng vụt sáng, con người thâm thúy nhìn chằm chằm cánh cửa của đại điện màu đen, giờ khắc này, hắn cũng không dám khinh thường người bên trong đại điện. Kẹt, cũng ngay tại lúc này, cánh cửa đại điện đang khép hờ bỗng nhiên mở ra, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn về cửa đại điện nhìn lại. Lại nhìn thấy, bên trong cánh cửa đại điện có một thanh niên mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra, hắn mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, siêu nhiên xuất trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Đứng ở đó, dường như tuyệt thế kiếm tiên, ngạo nghễ xuất trần, độc lập với thế giới. Ngươi là ai? Mặt thần vô tâm không biểu tình nhìn thanh niên áo bào trắng, trên người tản ra sát khí như có như không, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xông lên giết chết đối phương. Thua Tiêu Phàm, đã làm hắn tức muốn chết, mà thanh niên áo bào trắng trước mắt này, lại có thể vượt qua thần niệm của lão tổ của hắn, chuyện này khiến trong lòng hắn khó tiếp nhận được. Nhất là thanh niên áo bào trắng kia nhìn qua quá trẻ, cũng chỉ hơn 20 tuổi, trẻ tuổi như thế, lại nắm giữ thực lực để hắn nhìn theo, nói thần vô tâm không ghen ghét là không thể nào. Không đợi thanh niên áo bào trắng mở miệng, thần vô tâm bỗng nhiên hiểu rõ, giọng nói phát ra lạnh lẽo, là ngươi lấy được Tu La Vương truyền thừa. Cũng khó trách thần vô tâm lại cho rằng như thế, chính lão giả lưng còng cũng cho rằng như thế, bởi vì chỉ có lấy được Tu La Vương truyền thừa, mới có thể để một người trẻ tuổi biến thành mạnh mẽ và đáng sợ như thế. Thanh niên áo bào trắng lại nhìn cũng chưa từng nhìn thần vô tâm một cái, tựa như thần vô tâm hoàn toàn khiến hắn không có hứng thú gì vậy. Nhưng mà ánh mắt này, tại trong mắt thần vô tâm, nhất định chính là trần trụi khinh thường. Sắc mặt của thần vô tâm tái nhợt, bị người đánh bại thì thôi, hiện tại hắn lại bị người khác không thèm nhìn. Tiêu huynh, Sở huynh, đã lâu không gặp, thanh niên áo bào trắng khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt của đám người trong nháy mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng, mặc dù sớm đã đoán được người bên trong đại điện cùng bọn Tiêu Phàm quen biết, nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Lâu huynh, người vậy mà đã sớm đến nơi này, Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nói. Đã lâu không gặp, Tiêu Phàm cười gật gật đầu, trước đó nghe được giọng nói bên trong đại điện, Tiêu Phàm đã đại khái đoán được người đến là ai. Nhưng lúc chân chính nhìn thấy, trong lòng hắn vẫn kinh ngạc không thôi. Không sai, người vừa tới không phải ai khác, chính là Lâu Ngạo Thiên đã biến mất đã nhiều năm, lần trước chia tay ở Lâu Lan cổ địa, chớp mắt đã qua đã nhiều năm. Bây giờ Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, mà Lâu Ngạo Thiên, ngay cả Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không nhìn thấu. Hắn có thể ngăn trở tàn niệm của lão giả lưng còng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, phía trên Tiêu Phàm một khoảng xa. Trong lòng Tiêu Phàm có quá nhiều nghi hoặc. Cần Lâu Ngạo Thiên chứng thực, vốn định trả giá lớn tìm tới Lâu Ngạo Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà ở ngay tại bên trong mộ huyệt này. Lâu Ngạo Thiên đi từng bước một tới quảng trường, cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Phàm, không khỏi gật gật đầu nói, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, Tiêu huynh đã phát triển đến cấp độ như bây giờ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói, điểm ấy thành tựu của ta tại trước mặt Lâu huynh tính là cái gì? Tiêu Phàm biết rõ Lâu Ngạo Thiên là thiên tài, nhưng là không nghĩ tới hắn yêu nghiệt như thế, lúc này mới bao lâu, thậm chí ngay cả hóa thân thiên thần cảnh cũng không làm gì được hắn. Nếu so sánh, thành tựu của Tiêu Phàm cũng không được tính là cái gì. Không, tình huống của ta với người khác nhau. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, cũng không giải thích nhiều, tựa như là bởi vì người ở đây quá nhiều, không muốn quá nhiều người biết rõ chuyện của hắn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng. Con người của Lâu Ngạo Thiên bỗng nhiên chuyển hướng sang lão giả lưng còng, thản nhiên nói, Tu La đế tộc. Tay của các ngươi cũng duỗi quá dài rồi. Lông mày của lão giả lưng còng hơi nhíu, nếu là một lão quái vật nào đó chất vấn hắn như thế, hắn có lẽ còn lơ đễnh, dù sao đó là nhân vật có cấp độ ngang nhau. Nhưng Lâu Ngạo Thiên chỉ là một người bình thường,
hơn nữa còn trẻ như thế, nếu là ở thượng giới, đó là ngay cả tư cách nhìn thấy hắn cũng không có. Người như vậy, cũng dám chất vấn hắn. Nhưng mà, vừa mới được chứng kiến thực lực của Lâu Ngạo Thiên, bằng vào bộ hóa thân này của hắn, muốn giết chết Lâu Ngạo Thiên, đoán chừng có chút gian nan, lại càng không cần phải nói lấy được Tu La Vương truyền thừa. Người rốt cuộc là ai? Lão giả lưng còng híp hai mắt, con người chằm chằm nhìn Lâu Ngạo Thiên. Hắn không tin, một tu sĩ dưới hạ giới, sẽ có thiên phú đáng sợ như thế, trong thời gian ngắn không cần để ý hóa thân cảnh giới của hắn. Chỉ có chính hắn rõ ràng, thực lực của bộ hóa thân này, tại tiểu thế giới chiến hồn đại lục này đáng sợ đến cỡ nào. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết rõ ngươi là ai là được rồi. Lâu Ngạo Thiên thản nhiên nói, con người bình tĩnh kia dường như xuyên thấu tất cả, trong mắt hắn, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Trong lòng của lão giả lưng còng khẽ run lên, hắn phát hiện, mình là lần đầu tiên nhìn không thấu một người trẻ tuổi, cho dù là Tiêu Phàm, trong mắt hắn dường như đều không có bất cứ bí mật gì. Nhưng Lâu Ngạo Thiên, lại giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Lúc lão giả lưng còng còn chuẩn bị nói tiếp, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên khoát tay một cái nói, bộ dáng kia tựa như đang đuổi một con ruồi. Bọn Tiêu Phàm đều lộ ra vẻ quái dị, bọn hắn biết rõ quy tắc làm người của Lâu Ngạo Thiên, hắn dám nói như vậy, nhất định là có thực lực như thế. Nhưng bọn Tiếu Thiên Dương không cho rằng như thế, bọn hắn chỉ là đơn giản cho rằng Lâu Ngạo Thiên đang giả bộ, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận rằng Lâu Ngạo Thiên cường đại. Lão giả lưng còng phẫn nộ vô cùng, hắn dù sao cũng là hóa thân thần vương, lại bị người ta hoàn toàn coi thường. Việc này khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống nỗi tức giận này. Có vẻ là ngươi không muốn đi. Lâu Ngạo Thiên lại vô cùng bình tĩnh phun ra một câu. Tiếng nói vừa phát ra, khí thế quanh người Lâu Ngạo Thiên trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước đó hắn còn siêu nhiên như gió, vậy hiện tại hắn chính là lăng lệ như kiếm. Không sai, Lâu Ngạo Thiên giờ phút này, chính là một thanh kiếm có thể xuyên thủng vòng trời, chém phá thương khung. Cho dù là Tiêu Phàm, tại trước mặt Lâu Ngạo Thiên, cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Ngay sau đó, quanh thân Lâu Ngạo Thiên bộc phát kiếm khí vô cùng đáng sợ, khiến người ta kinh hãi là, một đạo kiếm khí tựa như sinh ra một thế giới, kiếm khí đầy trời kia, tương đương với ngàn vạn thế giới. Đây là nhất kiếm sinh thế giới. Kiếm La kinh hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Không phải nhất kiếm sinh thế giới, mà là kiếm khí sinh thế giới, mỗi một đạo kiếm khí đều sinh ra một thế giới. Chiến La bổ sung một câu nói, hắn thế nhưng là rất ít mở miệng nói, nhưng một màn trước mắt quả thực làm hắn rung động. Ngươi, lão giả lưng còng kêu to, nhưng mà, nói còn chưa dứt lời đã bị kiếm khí đầy trời gào thét bao phủ. Chém, Lâu Ngạo Thiên quát nhẹ một tiếng, cả người hắn bỗng hóa thành một thanh bảo kiếm kim sắc, hét giận dữ hư không, trong nháy mắt giết tới gần lão giả lưng còng. Hỗn láo! Lão giả lưng còng triệt để nổi giận, hắn liên tục vung tay, nhưng mà căn bản là không có cách ngăn cản bảo kiếm kim sắc kia. Trong lúc vội vàng, lão giả lưng còng ra sức thiêu đốt sức mạnh của mình, đánh ra từng đạo thủ quyết. Sau một khắc, chuyện kỳ dị phát sinh, hư không bỗng xuất hiện từng đạo lưu quang. Lưu quang hiển hiện, giống như cầu vồng vượt qua chân trời, cuối cùng hóa thành một đại trụ thông thiên bảy màu, cột sáng xông thẳng lên trời. Từ nơi cao nhất của Tu La Sơn phát ra. Chuyện gì xảy ra, trên Tu La Sơn, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về chân trời, không biết phát sinh chuyện gì. Đi, bên trong không gian, lão giả lưng còng hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ lên đầu vai thần vô tâm, ném lên phía trên, thân thể thần vô tâm bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng bay vào bên trong cột sáng. Rầm, một tiếng vang giòn. Thân thể lão giả lưng còng đột nhiên bị đạm kim sắc lợi kiếm xuyên thủng, quang mang lấp lóe mấy lần rồi hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thông thiên quang trụ kia chậm rãi hạ xuống, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà thân ảnh của thần vô tâm cũng đã không thấy đâu. Bọn Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện, Lâu Ngạo Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như không phải đã không thấy hình bóng của thần vô tâm và lão giả lưng còng, bọn hắn tuyệt đối coi đây là một giấc mơ. Đây là thực lực chân chính của hắn sao? Tiêu Phàm nhìn Lâu Ngạo Thiên ở cách đó không xa, trong lòng kinh hãi vô cùng,
hắn lúc này mới phát hiện, chênh lệch giữa mình và Lâu Ngạo Thiên thật đúng là không phải lớn ở mức bình thường. Lâu Ngạo Thiên bình tĩnh đứng ở nơi đó, áo bào trắng tung bay, thần sắc như thường, tựa như vừa làm một chuyện không có ý nghĩa gì. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập ở trên người Lâu Ngạo Thiên. Thực lực này, quá biến thái. Tiếu Thiên Dương rầm rầm nuốt nước miếng, bên trong những người cùng thế hệ, nguyên bản hắn cho là Tiêu Phàm mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ, hắn mới phát hiện, trên đời này còn có nhân vật so với Tiêu Phàm còn đáng sợ hơn. Cách đó không xa, Tu La Sơn chủ mặt trắng bệch tê liệt trên mặt đất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đường đường thiên thần cảnh, giờ phút này vậy mà bất lực như thế. Tiêu huynh, mời đi theo ta. Thật lâu sau, Lâu Ngạo Thiên lúc này mới lên tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Trong lòng Tiêu Phàm vừa vặn có vô số thắc mắc muốn tìm Lâu Ngạo Thiên để được giải thích, tất nhiên sẽ không từ chối, hắn không có bất cứ chút do dự nào đi lên. Bọn Sở Khinh Cuồng, Kiếm La và Tiếu Thiên Dương ngược lại là rất muốn cùng đi lên, nhưng mà Tiêu Phàm không mở miệng, bọn họ cũng đành phải chờ đợi tại chỗ cũ. Két một tiếng, cánh cửa đại điện bỗng nhiên đóng lại, bầu không khí khẩn trương lúc này mới tiêu tán không còn. Sở huynh, người kia là ai? Làm sao biến thái như vậy? Tiếu Thiên Dương rốt cục nhìn không được hỏi, tại trong lòng hắn, thực lực của Lâu Ngạo Thiên xứng đáng dùng hai chữ biến thái để hình dung. Sở Khinh Cuồng lắc đầu, hắn không biết nói như thế nào, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ hiểu rõ Lâu Ngạo Thiên, chỉ biết rằng Lâu Ngạo Thiên cực kỳ thần bí. Hắn mặc dù được sinh ra ở một gia tộc hoàng triều, nhưng sở hữu thiên phú và kiến thức, cho dù tu sĩ thần tộc cũng chưa chắc có thể so sánh được. Lúc này, trong miệng Sở Khinh Cuồng mới phun ra một câu, một người bí ẩn. Tiếu Thiên Dương bĩu môi, hắn cho là Sở Khinh Cuồng không muốn nói. Bên trong cung điện, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên đối mặt, hai người yên lặng thật lâu, Lâu Ngạo Thiên mở miệng trước nói, Tiêu huynh, có cái gì muốn hỏi ta sẽ tận hết khả năng giải thích cho ngươi. Lông mày của Tiêu Phàm khẽ hơi nhíu một cái, trước kia, hắn một mực hoài nghi Lâu Ngạo Thiên lừa hắn, nhưng trên thực tế, Lâu Ngạo Thiên có vẻ như cũng không cần lừa gạt hắn. Dù sao, Lâu Ngạo Thiên nhiều lần trợ giúp hắn, thậm chí cứu tính mệnh hắn, căn bản không có tâm tư hại hắn. Thân phận người thủ mộ kia của ngươi là như thế nào? Tiêu Phàm nghĩ lại, vẫn là hỏi ra ý nghĩ trong lòng mình. Thần Vô Tận cùng Luyện Tâm Tử đối với ta có ân, ta đồng ý bảo vệ mộ cho bọn họ, đây chính là thân phận người thủ mộ của ta. Vẻ mặt của Lâu Ngạo Thiên mười phần bình tĩnh nói. Tựa như trên đời này đã không có ai có thể ảnh hưởng cảm xúc của hắn. Ngừng lại một chút, Lâu Ngạo Thiên lại nói, về phần Lâu Lan cổ địa, năm đó là ta đã hứa với Lâu gia, ta tận hết khả năng mang theo người sống sót tới Chiến Hồn Đại Lục, cho nên mới có thể xuất hiện ở nơi đó, nhân tiện giải phong ngũ hành phong ấn. Tiêu Phàm gật gật đầu, những chuyện này hắn cũng có phỏng đoán qua loa, hơn nữa Thần Vô Tận cũng giải thích qua với hắn. Lâu Ngạo Thiên bảo vệ chỉ là mộ của Thần Vô Tận và Luyện Tâm Tử, cùng thân phận người thủ mộ của thiên nhân tộc là hoàn toàn khác biệt. Thần Vô Tận và Luyện Tâm Tử, hình như là nhân vật của mấy vạn năm trước. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Thần Vô Tận cùng Luyện Tâm Tử đã chết từ mấy vạn năm trước, Thần Vô Tận và Luyện Tâm Tử đối với Lâu Ngạo Thiên có ân, chẳng phải là nói rõ Lâu Ngạo Thiên là tồn tại mấy vạn năm trước. Nếu quả thật là dạng này, Lâu Ngạo Thiên chẳng phải là lão quái vật đã sống vài vạn năm. Cũng khó trách Tiêu Phàm vừa nghi hoặc vừa phiền muộn. Thời gian ta tồn tại, còn lâu hơn xa so với bọn họ. Lâu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn về chân trời, thần sắc có chút mê ly. Hắn không nói tiếp, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được vẻ bất đắc dĩ và khổ sở trong mắt của hắn. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên còn có nỗi khổ tâm gì đó không nói ra được? Nghe được Lâu Ngạo Thiên nói. Nguyên bản kinh ngạc trong lòng Tiêu Phàm chậm rãi bình tĩnh xuống, có lẽ, trước kia Lâu Ngạo Thiên cũng không biết nhiều tin tức như vậy. Bởi vì khi đó Lâu Ngạo Thiên, hoàn toàn không có bộ dáng dãi dầu xương gió như bây giờ, con người cũng không tang thương như thế. Thế giới này tại sao lại trở nên yếu ớt như thế? Tiêu Phàm lại hỏi, Thần Vô Tận nói cho hắn biết, Chiến Hồn Đại Lục rất không đơn giản, về phần chỗ nào không đơn giản, Thần Vô Tận không nói. Tạm thời Tiêu Phàm cũng không muốn biết rõ. Mà sức mạnh của Lâu Ngạo Thiên cường đại như thế, ít nhiều cũng cùng đặc thù của thế giới này có quan hệ. Về sau ngươi sẽ biết rõ,
có vài chuyện biết rõ cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng không lâu sau đó, đối với ngươi mà nói có lẽ có một lần cơ duyên. Lâu Ngạo Thiên lại lắc đầu nói. Tiêu Phàm cau mày, Thần Vô Tận nói như vậy, hiện tại Lâu Ngạo Thiên cũng nói như vậy, chẳng lẽ tư cách được biết rõ mình thực sự cũng không có sao? Phải biết, hiện tại hắn dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong nhưng dù là đối mặt với thiên thần cảnh tiền kỳ bình thường, hắn cũng không sợ. Về phần cái gọi là cơ duyên, Tiêu Phàm ngược lại cũng không quá mức quan tâm. Truyền thừa của Thần Vô Tận chắc là đã bị ngươi lấy được đi, đã như vậy, một thời gian nữa, ta cũng nên rời khỏi giới này. Lâu Ngạo Thiên ung dung nói. Rời đi, chẳng lẽ chuyện ở chiến hồn đại lục ngươi không có ý định quản? Sắc mặt của Tiêu Phàm trầm xuống. Lấy thực lực của Lâu Ngạo Thiên, muốn diệt sát Giả Cửu U, Tiêu Thần Võ cùng Tiếu Thương Sinh, đoán chừng chỉ là hạ bút thành văn. Hơn nữa, Lâu Ngạo Thiên vốn sinh ra ở chiến hồn đại lục, hắn làm sao có thể từ bỏ không để ý tới chiến hồn đại lục. Nhưng nghĩ đến Lâu Ngạo Thiên sống vô năm tháng, Tiêu Phàm lại phủ định ý nghĩ trong lòng, có lẽ, Lâu Ngạo Thiên căn bản không có đặt bọn Tiêu Thần Võ ở trong lòng. Có người ở đây, chuyện ở chiến hồn đại lục không có quá nhiều vấn đề, huống hồ, những người kia, cũng căn bản không dấy nổi cơn sóng lớn gì. Lâu Ngạo Thiên cười cười, vô cùng chắc chắn nói ra. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, trước khi rời khỏi giới này, ta sẽ hủy thông đạo của Thần Vô Tận đã làm thông tới Thái Cổ Thần Giới, người nếu muốn rời đi, cũng chỉ có thể thông qua Tinh Không Cổ Lộ. Sắc mặt của Tiêu Phàm hơi trầm xuống, cuối cùng gật gật đầu nói, cũng tốt, Tu La Vương tộc, không phải bây giờ ta có thể địch được. Đạt đến cảnh giới bây giờ, đối mặt với thiên thần cảnh bình thường, Tiêu Phàm xác thực là không sợ hãi, nhưng nếu đụng tới Tu La Vương tộc, cho dù Tiêu Phàm nghịch thiên như thế nào, cũng chỉ có thể bị giết chết. Chuyện truyền thừa của Thần Vô Tận, bản thân ngươi biết liền được rồi, tốt nhất đừng để lộ, nhất là tại Thái Cổ Thần Giới, có thể sẽ mang đến cho ngươi nguy hiểm và tai nạn. Lâu Ngạo Thiên lại nói tiếp. Tiêu Phàm nghiêm túc ghi tạc trong lòng, Thần Vô Tận đã cùng hắn cường điệu qua việc này, Tiêu Phàm tự nhiên không dám không nghe. Dù sao, Thần Vô Tận ở vào thời kỳ đỉnh phong, cũng là bởi vì vô tận chiến điển mà chết. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tiêu Phàm cảm kích gật đầu nói. Lâu huynh, tại sao ngươi tại trong vòng mấy năm, đạt được thành tựu như bây giờ? Vấn đề này Tiêu Phàm một mực rất tò mò, chỉ là không tiện mở miệng mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn tràn ngập khát vọng đối với thực lực, nếu như có thể tham khảo con đường của Lâu Ngạo Thiên, đó là không thể tốt hơn. Dù sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thiên địa lao ngục, trở lại chiến hồn đại lục, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Đường của ta, không thích hợp cho ngươi đi. Lâu Ngạo Thiên sao không nhìn ra tâm tư của Tiêu Phàm, lắc lắc đầu nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút dầu dĩ vấn đề này, hắn tiếp tục nói, con đường của mỗi người đều không giống nhau, giống như chênh lệch giữa ta và ngươi, cũng không phải là do ngươi, mà là bởi vì ta không phải là người. À, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ta không phải là người, đây là chuyện gì? Lâu Ngạo Thiên cười không nói tiếp, không phải vì hắn không tin Tiêu Phàm, mà hắn biết rõ, mặc kệ Tiêu Phàm biết rõ hắn có phải người hay không, đều vẫn sẽ coi hắn là bằng hữu. Người có thể tại trong vòng mấy năm ngắn ngủi, đột phá đến cảnh giới hiện tại, cho dù nhìn khắp thượng giới, cũng được coi là tuyệt thế thiên tài. Thật lâu sau, Lâu Ngạo Thiên lại đổi chủ đề tiếp tục nói. Tiêu Phàm biết rõ, Lâu Ngạo Thiên là phát ra từ trong lòng khen ngợi, chỉ là hắn vẫn không hiểu câu nói kia của Lâu Ngạo Thiên. Hắn không phải người, chẳng lẽ là thần thú? Nếu như Lâu Ngạo Thiên là thần thú, ngược lại là có khả năng tại trong vòng mấy năm vượt qua chiến thần cảnh, dù sao có vài thần thú sau khi trưởng thành, thực lực là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi chỉ cần kiên trì con đường của ngươi, kiên trì bản tâm của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ vượt qua bất cứ kẻ nào. Lâu Ngạo Thiên lại nói. Câu này nói ra, giọng điệu của hắn có chút tang thương, thậm chí có chút giống như là đang thuyết giáo, nhưng Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì khó chịu, ngược lại có chút cảm kích Lâu Ngạo Thiên. Một người sống qua vô số năm tháng, hắn lại làm sao có thể đơn giản. Yên tâm, ta nhất định sẽ giết ra giới này. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng gật đầu, hắn bây giờ, đã có đầy đủ thực lực đối mặt với bọn Tiêu Thần Võ và Giả Cửu U. Mục tiêu của người không nên vẻn vẹn chỉ là như thế. Lâu Ngạo Thiên ý vị thâm trường cười một tiếng,
đột nhiên hết sức trịnh trọng nói, người biết rõ, nguyện vọng suốt đời của ta là gì không? Nguyện vọng, Tiêu Phàm không hiểu lắc đầu, lúc này hắn mới phát hiện, hắn chưa bao giờ nhìn thấu Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm từ khi ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành đã bắt đầu gặp gỡ Lâu Ngạo Thiên, sau đó hai người có gặp nhau vài lần, thậm chí có thể được gọi là bạn bè. Nhưng Tiêu Phàm lại chưa bao giờ chân chính hiểu rõ Lâu Ngạo Thiên, dù là thực lực chân chính Lâu Ngạo Thiên, hắn cũng không biết. Thẳng đến bây giờ, Tiêu Phàm mới phát hiện, Lâu Ngạo Thiên so với tưởng tượng của hắn còn thần bí và cường đại hơn. Ta có hai nguyện vọng, một nguyện vọng trong đó là có thể đánh với ngươi một trận. Nụ cười trên mặt Lâu Ngạo Thiên trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô cùng nghiêm nghị. Đánh với ta một trận, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm còn chưa từng coi ai thành đối thủ chân chính. Tu luyện tới bây giờ, Phàm là ai ngăn cản trước mặt hắn, hắn đều là cố gắng đánh cho nằm xuống. Cùng so sánh với Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm cũng không tính là một mục tiêu, hoặc có lẽ là, hắn có thể không ngừng mạnh lên, nếu là bị bắt buộc, cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu thì lại là chuyện khác. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm gật gật đầu nói, người muốn chiến, ta tùy thời đều có thể bồi ngươi chiến một trận. Lâu Ngạo Thiên lại lắc đầu, nói, hiện tại ta thắng ngươi cũng không công bằng, ta hy vọng tương lai có một ngày, ngươi và ta đều đi đến đỉnh phong, có thể chiến một trận chấn động chư thiên. Khiếp sợ vạn giới, đó mới là thứ mà ta hướng tới. Một trận chiến chấn động chư thiên, khiếp sợ vạn giới. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên, dù bên ngoài mặt duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn kinh ngạc không thôi, đây chính là khí phách của Lâu Ngạo Thiên sao. Nhìn khắp chư thiên vạn giới, Tiêu Phàm tối đa chỉ là một con kiến hôi, thậm chí sâu kiến cũng chưa chắc đã phải, muốn chấn động chư thiên, khiếp sợ vạn giới, có thể làm dễ dàng như vậy sao? Lâu Ngạo Thiên cũng có khí phách này, ta sợ cái gì? Trong lòng Tiêu Phàm tự hỏi. Tu luyện tới cảnh giới bây giờ, hắn đều là một bước một dấu chân đi tới, cho tới bây giờ không có e ngại bất cứ ai, địch nhân chết ở trong tay hắn đếm không hết. Ở chiến hồn đại lục, hắn có lẽ coi như là đã đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng là đến chư thiên vạn giới, Tiêu Phàm có lẽ cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Nhưng hắn sợ sao? Tiêu Phàm phủ định. Hắn trước kia chưa hề sợ qua, về sau cũng sẽ tất nhiên không sợ. Ngươi yên tâm, thật có một ngày kia, ta nhất định cùng ngươi sảng khoái chiến một trận. Tiêu Phàm kiên định gật đầu. Lâu Ngạo Thiên chưa nói cho hắn biết nguyện vọng thứ hai là cái gì, Tiêu Phàm cũng không hỏi thăm, vẻn vẹn cái nguyện vọng thứ nhất, cũng đủ để cho Tiêu Phàm không ngừng theo đuổi cùng vươn lên. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện rất nhiều, Tiêu Phàm thỉnh giáo Lâu Ngạo Thiên nhiều vấn đề. Điều này khiến hắn được ích lợi không nhỏ, thậm chí còn có một chút chuyện liên quan tới chư thiên vạn giới cùng thái cổ thần giới. Tiêu Phàm lúc này mới biết được, mình vẫn quá nhỏ bé, người giống hắn, tại thái cổ thần giới đếm không hết. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình, tầm mắt là theo thực lực tăng lên mà không ngừng mở rộng, chờ sau khi ngươi đi ra khỏi giới này sẽ biết rõ. Lâu Ngạo Thiên an ủi, hắn sợ Tiêu Phàm cam chịu. Thực lực không ra gì. Vậy thì phải không ngừng mạnh lên, thiên phú không ổn, vậy càng phải cố gắng. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ tự ti. Lâu Ngạo Thiên thưởng thức nhìn Tiêu Phàm, quay người chuẩn bị đi ra phía ngoài cung điện, lúc này, hắn đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, cuối cùng còn có hai chuyện cần nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Vạn Bảo Các. Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, nói, nếu ta rời đi, sẽ thuận tay hủy thông đạo đi tới Tu La Vương tộc này, đến lúc đó, người của Vạn Bảo Các cũng không thể ra vào giới này. Ngươi là nói Vạn Bảo Các ra vào thiên địa lao ngục, cũng là thông qua truyền tống thông đạo của Tu La Vương tộc. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, nguyên bản hắn còn coi Vạn Bảo Các có phương pháp gì đó đặc biệt để ra vào thiên địa lao ngục, không nghĩ tới lại là cùng Tu La Vương tộc dùng chung một cái thông đạo. Thực lực của Tu La Vương tộc, Tiêu Phàm không rõ ràng lắm, nhưng coi như không có thần vương cường giả tọa chấn, đó cũng không phải là thế lực khác có thể ngấp nghé. Nhưng Vạn Bảo Các lại có thể thuyết phục Tu La Vương tộc, để người của bọn họ tiến vào giới này, chỉ có thể nói có hai khả năng. Thứ nhất là quan hệ giữa Tu La Vương tộc và Vạn Bảo Các rất không tệ, đã tốt đến mức có thể không quan tâm tới Tu La Vương truyền thừa, nhưng hiển nhiên đây là không có khả năng. Loại khả năng thứ hai chính là thực lực của Vạn Bảo Các vô cùng cường đại,
cường đại đến mức để cho Tu La Vương tộc không thể không đồng ý. Càng nghĩ, nhất định là khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Vạn Bảo Các mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng, Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu nói, tương tự, Vạn Bảo Các cũng so với người nghĩ còn phức tạp hơn, người tốt nhất đừng cùng Cổ Nhược Trần quá gần gũi. Hiện tại, Tu La Điện cùng Vạn Bảo Các xem như liên thủ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn nói như vậy, hiển nhiên cũng là nói cho Lâu Ngạo Thiên, nếu như đã quyết định, thì cũng không có gì để hối hận. Sắc mặt của Lâu Ngạo Thiên từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, nếu như ngươi có thể làm cho Vạn Bảo Các thần phục Tu La Điện, ta tin rằng Tu La Điện phát triển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm ngược lại là có ý nghĩ này, nhưng muốn để Cổ Nhược Trần thần phục, cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, Cổ Nhược Trần nhiều lần trợ giúp hắn, Tiêu Phàm cũng không muốn trực tiếp để Vạn Bảo Các gia nhập Tu La Điện, huống hồ hiện tại ở vào trạng thái hợp tác cũng không tệ lắm. Chuyện thứ hai là gì? Tiêu Phàm hỏi. Chuyện thứ hai, là liên quan tới vấn đề đột phá thiên thần cảnh của ngươi. Sắc mặt của Lâu Ngạo Thiên vô cùng nghiêm túc nói. Đột phá thiên thần cảnh, con ngươi của Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên biết rõ mình là người vô mệnh, bằng không, hắn sao lại đột nhiên sẽ nói tới chuyện đột phá thiên thần cảnh. Lâu Ngạo Thiên hiển nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, không giấu giếm nói. Việc này người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng ta có thể cảm thụ được, người chính là người vô mệnh. Sắc mặt Tiêu Phàm chậm rãi khôi phục, Lâu Ngạo Thiên nếu nói ra, vậy liền không có hại ý hắn, trầm giọng nói, ngươi làm sao nhìn ra. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, vẻ mặt có chút mê ly, mở miệng nói, bởi vì, tự ý nào đó mà nói, ta cũng là người vô mệnh. Cái gì, lần này Tiêu Phàm thực sự kinh ngạc, hắn là người vô mệnh thì thôi. Lâu Ngạo Thiên vậy mà cũng là người vô mệnh. Không đúng, hắn vừa mới nói hắn không phải là người sao. Tại sao hắn lại nói là người vô mệnh? Người vô mệnh đó cũng là người. Ngươi không nghe lầm đâu, nhưng mà tình huống của ta tương đối đặc thù mà thôi, không nhất định thích hợp với ngươi, nhưng ta biết rõ một chút chuyện liên quan tới việc đột phá của người vô mệnh. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, vô cùng khẳng định nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép để mình bình tĩnh. Nói, không biết như thế nào mới có thể đột phá thiên thần cảnh. Bây giờ Tu La áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa và hỏa diễm áo nghĩa của Tiêu Phàm cũng đã viên mãn, cách thiên thần cảnh cũng chỉ có một bước. Mặc dù hắn nắm giữ vô tận chiến điển, có thể dung luyện mệnh cách và thần lực chi tinh, biến đổi thành thần cách, nhưng mấu chốt là, hắn căn bản không có mệnh cách thì dung luyện như thế nào. Nguyên bản Tiêu Phàm còn muốn đi tìm Vân Phán Nhi hỏi thăm chuyện đột phá thiên thần cảnh. Dù sao bí mật hắn là người vô mệnh, Tiêu Phàm cũng không dự định nói cho những người khác. Dù là cùng người thân cận nhất với hắn là Diệp Thi Vũ và Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiêu Phàm cũng không dự định nói cho họ, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ảnh hưởng có thể rất lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà biết rõ mình là người vô mệnh, còn biết làm sao để đột phá thiên thần cảnh, chuyện này khiến Tiêu Phàm sao có thể không kích động được. Đột phá thiên thần cảnh. Đơn giản chính là gánh chịu sức mạnh của thiên thần cảnh cùng thần kiếp. Thần sắc của Lâu Ngạo Thiên không hề bận tâm, chậm chạp nói, đầu tiên, ngươi phải hiểu, thiên thần cảnh cùng chiến thần cảnh khác nhau ở đâu. Chiến thần cảnh lĩnh ngộ là áo nghĩa, mà muốn đột phá thiên thần cảnh, đầu tiên nhất định phải dung luyện thần cách. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, chuyện này hắn đã sớm biết. Đây chỉ là một phương diện, Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu. Lại lắc đầu nói, nếu như nói chiến thần cảnh vẫn là người, thiên thần cảnh chính là thần, bởi vậy, sự khác nhau giữa chiến thần cảnh và thiên thần cảnh, chính là sự khác nhau giữa người và thần. Người và thần, Tiêu Phàm cau mày, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu, tựa như đã bắt được cái gì, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Cái gọi là thần cách của thiên thần cảnh, kỳ thật chính là cường hóa mệnh cách, dung nhập đủ nhiều thần tính mà thôi. Lâu Ngạo Thiên thản nhiên nói. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, nếu như coi thần lực chi tinh như một loại đồ vật dùng để hấp thu và rèn luyện thần tính, mà quá trình mệnh cách và thần lực chi tinh dung hợp, chính là quá trình cường hóa mệnh cách. Để vô số thần tính bên trong thần lực chi tinh, không ngừng rèn luyện mệnh cách, cuối cùng thần lực chi tinh chậm rãi tan ra, chuyển tác dụng hấp thu cùng rèn luyện thần tính của nó cho mệnh cách sẽ biến thành thần cách. Tiêu Phàm lặng lặng chăm chú nghe, sợ bỏ lỡ mỗi một câu nói. Hắn biết rõ chuyện thần cách chính là do mệnh cách biến thành, chỉ là biến đổi cụ thể như thế nào hắn lại không rõ ràng.
Bây giờ nghe được giảng thuật của Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm đã như có suy nghĩ, dường như đã bắt được cái gì. Chiếu theo ngươi nói, ta chỉ cần dung luyện đủ nhiều thần tính thì có thể đột phá thiên thần cảnh. Thế nhưng ta căn bản không có mệnh cách để dung hợp. Tiêu Phàm mười phần buồn bực nói, chẳng lẽ thật muốn lấy thần lực chi tinh thay thế mệnh cách? Tại sao nhất định phải cần mệnh cách? Lâu Ngạo Thiên cười thần bí nói. Không cần mệnh cách, Tiêu Phàm hoảng hốt, tựa như rốt cục đã hiểu cái gì, kinh ngạc nói, sau khi đột phá thiên thần cảnh, bình thường đều là chuyên tu nhục thân, hoặc là chuyên tu linh hồn, chỉ cần nhục thân và linh hồn đầy đủ cường đại, ta hoàn toàn có thể trực tiếp để nhục thân hoặc là linh hồn đến gánh chịu sức mạnh thiên thần cảnh. Không sai, Lâu Ngạo Thiên cười gật gật đầu, sau đó chỉ một cánh tay của mình nói, ngươi dùng tu la kiếm chém ta một cái thử xem. Ngươi nói thật, Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn Lâu Ngạo Thiên, hắn dù sao cũng là chiến thần cảnh, tu la kiếm càng là sắc bén vô cùng, cho dù là thiên thần, Tiêu Phàm cũng có thể chém giết. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên cường đại đến cấp độ đó hay sao? Nếu ta nói như vậy, tất nhiên là có tự tin. Lâu Ngạo Thiên chỉ là bình tĩnh gật gật đầu nói. Vậy ngươi cẩn thận, Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống, lật tay, tu la kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó nhằm về cánh tay Lâu Ngạo Thiên chém tới. Sau một khắc, chuyện khiến Tiêu Phàm kinh ngạc phát sinh, chỉ thấy một kiếm của Tiêu Phàm chém trên cánh tay Lâu Ngạo Thiên, vậy mà chỉ phát ra một tiếng nổ. Hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, tu la kiếm bị cánh tay Lâu Ngạo Thiên bắn ngược ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi chấn động. Mạnh như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên, mặt lộ vẻ không thể tin được. Vừa rồi mặc dù không phải toàn lực của hắn, nhưng cũng là một thành sức mạnh, đừng nói thân thể nhân loại, chính là thần binh lợi kiếm đoán chừng cũng có thể bị chém đứt. Lại dùng thêm một chút sức thử xem, vẻ mặt Lâu Ngạo Thiên vẫn như thường đứng ở đó. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tu la kiếm rung động, tựa như không chịu thua, sau đó bỗng nhiên một kiếm chém ra, hư không đều dường như bị một kiếm này xé rách. Keng, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một kiếm này tựa như chém tại phía trên thần thiết, bắn ra vô số tia lửa, nhưng thân thể của Lâu Ngạo Thiên lại không có cái gì khác thường. Nhục thân thật mạnh, Tiêu Phàm sợ hãi thán phục nhìn Lâu Ngạo Thiên, nhục thân này, chuyện khác không nói. Chính là hắn đứng ở đó, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Tiêu Phàm phát hiện, hắn vẫn quá khinh thường Lâu Ngạo Thiên, thực lực của Lâu Ngạo Thiên so với tưởng tượng của hắn không biết còn cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Ngươi nếu dung nhập toàn bộ thần tính vào thân thể, cường độ của nhục thân sẽ không kém hơn so với ta. Lâu Ngạo Thiên cười nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn Lâu Ngạo Thiên, cường độ nhục thân như thế này. So với hắn không biết còn cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, đây thực sự là kết quả của dung hợp thần tính. Ý ngươi là, ta nếu muốn dung nhập thần tính vào bên trong nhục thân, nhất định phải đánh tan thần lực chi tinh. Tiêu Phàm lại cau mày một cái. Thần lực chi tinh nếu như đánh tan, mình chẳng phải là sẽ bị phế sao? Tiêu Phàm không dám đánh cược, ngộ nhỡ con đường này không đi được, mình chẳng phải là trở thành một phế nhân. Không cần, Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Trước đó ta nói, thần lực chi tinh chỉ là một đồ vật dùng để hấp thu cùng rèn luyện thần tính, dù là dung nhập mệnh cách, biến đổi thành thần cách nó cũng là có tác dụng tương đương, kể từ đó, ngươi chỉ cần tiếp tục để thần lực chi tinh phát huy tác dụng nó nên có là được. Nghe thế, Tiêu Phàm như thế nào còn không hiểu đây, hít sâu một cái nói cách khác, ta chỉ cần tiếp tục để cho thần lực chi tinh hấp thu cùng dung luyện thần tính, sau đó không ngừng cường hóa nhục thân và linh hồn, lúc nhục thân và linh hồn đủ mạnh. Tự động sẽ đột phá thiên thần cảnh. Không sai, Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, nói chính là bởi vì như thế, thường thường người vô mệnh không chỉ là thiên tài thể tu, cũng là thiên tài thần tu, người nếu muốn đột phá càng nhanh thì phải không ngừng cường hóa thần lực chi tinh. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn đại khái đã hiểu đây là có ý gì, thần lực chi tinh chỉ là tương đương với chiến hồn trước đó mà thôi, có thể kết nối thiên địa, rèn luyện linh lực, chiến hồn càng mạnh, thiên phú càng mạnh. Hiện tại cũng giống như thế, thần lực chi tinh càng mạnh, năng lực rèn luyện thần tính của Tiêu Phàm cũng sẽ càng nhanh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đã hiểu, Lâu Ngạo Thiên lại đột nhiên cười nói, người biết rõ người khác hình dung người vô mệnh như thế nào không? Người vô mệnh không một ai không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ là những người có khả năng sáng tạo vô tận. Câu nói này, Tiêu Phàm tất nhiên là tán đồng, chỉ có người vô mệnh con đường đặc biệt này,
mới có thể tạo nên tuyệt thế yêu nghiệt. Chờ đã, trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói, Lâu huynh, ngươi mới vừa nói mệnh cách và thần lực chi tinh không dung hợp, thì có thể tạo ra nhục thân vô địch, vậy thì, những người khác chẳng phải là cũng có thể tu luyện như vậy. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ nghĩ như vậy, nếu người vô mệnh có thể dung hợp thần lực chi tinh, trở nên vô cùng cường đại, thì những người khác có phải hay không cũng có thể làm. Ta biết rõ ý tưởng của ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết rõ là, những người khác hầu như đều sẽ không đi con đường này. Lâu Ngạo Thiên cười cười nói. Vì cái gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Đầu tiên, người có mệnh cách, tốc độ bọn họ dung hợp thần lực chi tinh so với người vô mệnh thực sự nhanh hơn rất nhiều, vì sao lại muốn lựa chọn con đường tu luyện còn gian nan hơn? Lâu Ngạo Thiên lắc đầu nói. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống, điểm này hắn ngược lại có thể lý giải, nếu tu luyện có đường tắt có thể đi, vì sao muốn đi chọn một con đường càng khó đi hơn? Con đường này có lẽ có thể cho người trở nên càng thêm cường đại, nhưng khả năng thất bại lại càng lớn, dù sao, có ít người là không có nghị lực này. Lâu Ngạo Thiên ngừng lại tiếp tục nói, đã từng có người đã thí nghiệm qua, bằng vào thần lực chi tinh tu luyện, xác suất đột phá thiên thần cảnh cực kỳ bé nhỏ, so với phương pháp khác thì chỉ có một phần vạn khả năng có thể đột phá thiên thần cảnh, ai sẽ đi thử nghiệm một phần vạn cơ hội. Hơn nữa, người có mệnh cách, bọn họ nếu không có cách nào cường hóa mệnh cách sẽ mãi mãi cũng là chỗ yếu ớt nhất của bọn họ, mà trong thiên hạ, phương pháp có thể cường hóa mệnh cách, chỉ có cùng thần lực chi tinh tương dung, thông qua cường hóa thần lực chi tinh đến cường hóa mệnh cách. Cũng đúng, mệnh cách đầu tiên là sinh ra đã có, sau đó nếu muốn cường đại, trừ theo tu vi tăng lên, chỉ có cùng thần lực chi tinh dung hợp. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mệnh cách là thứ rất mơ hồ, trước kia Tiêu Phàm không tin, nhưng hiện tại hắn thật sự tin, đắc tội những người có mệnh cách cường đại, thực sự là phải chịu xui xẻo 18 đời. Hơn nữa, mệnh cách tiêu tán, cho dù nhục thân và linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng phải bỏ mạng, đây cũng là nhược điểm của mỗi tu sĩ nắm giữ mệnh cách. Chỉ có giống như Tiêu Phàm, không có mệnh cách, không cần e ngại điểm này. Cho nên, người có mệnh cách, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn tương dung thần lực chi tinh và mệnh cách. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu nói, đương nhiên, cũng có một vài người có nghị lực lớn. Bọn họ có thể không lựa chọn để thần lực chi tinh cùng mệnh cách dung hợp, đối mặt với người như vậy, tốt nhất phải cẩn thận một chút. Hôm nay nghe người nói một buổi, còn hơn tự thân ta tìm tòi mấy chục năm. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ với Lâu Ngạo Thiên. Cái khác có lẽ đều không tính là gì, nhưng bây giờ Tiêu Phàm rốt cục hiểu được phương pháp đột phá thiên thần cảnh, chuyện này khiến trong lòng hắn kích động không thôi. Thôn phệ thần tính, luyện hóa thần tính. Việc này đối với thần lực chi tinh của Tiêu Phàm mà nói, có lẽ cũng không có ưu thế quá lớn, nhưng mấu chốt là trong cơ thể của Tiêu Phàm có thí thần và phệ hồn. Năng lực cắn nuốt thần tính của thí thần tất nhiên không cần phải nói, nó đều có thể trực tiếp luyện hóa thần lực chi tinh, thậm chí ngay cả thần cách đoán chừng cũng có thể luyện hóa. Mà phệ hồn, từ khi lột xác thành phệ linh thần tàm, cũng có thể thôn phệ linh tính và thần tính, Tiêu Phàm cũng có thể lấy thần tính này để bản thân sử dụng. Trước kia Tiêu Phàm còn đang vì phương pháp đột phá thiên thần cảnh mà lo lắng, nhưng hiện tại, hắn đã không còn lo lắng. Dù sao, trong tay Tiêu Phàm còn có 3 cái thần cách của thiên thần cảnh, có lẽ tại thời điểm mấu chốt, có thể cho thí thần luyện hóa thần tính bên trong để cho hắn sử dụng. Ngươi với ta không cần khách khí như thế, nếu như năm đó không phải nhờ viên đan dược kia của ngươi, ta cũng không có hôm nay, có lẽ vẫn còn dừng lại ở chiến hoàng cảnh. Lâu Ngạo Thiên cười cười. Tiêu Phàm ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, cho là Lâu Ngạo Thiên chỉ là thuần túy khách khí mà thôi. Hắn không biết là, nếu như không phải lúc trước tại Vô Song Thánh Thành, hắn cho Lâu Ngạo Thiên viên đan dược kia, Lâu Ngạo Thiên có lẽ đến hiện tại cũng chưa thức tỉnh Thái A Cổ Kiếm Chiến Hồn, tự nhiên cũng không có thành tựu như bây giờ. Được rồi, thời gian còn lại cũng không nhiều, ta cũng nên rời đi, bằng không Tu La Vương tộc lại có người sẽ đi xuống giới này. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, nhằm thẳng cánh cửa đại điện đi tới. Chuyện liên quan tới Thái Cổ Thần Giới, Lâu Ngạo Thiên cũng không giải thích nhiều cho Tiêu Phàm biết hắn hẳn rất rõ ràng, nhưng lại lười nhác nói cho mình biết, có lẽ là xuất phát từ sự yên tâm đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ, hỏi nhiều hơn nữa, Lâu Ngạo Thiên đoán chừng cũng không trả lời mình.
Thái cổ thần giới, Tiêu Phàm vẫn là quyết định đích thân đi một chuyến, có chút chuyện nếu là biết rõ trước sẽ mất đi hứng thú để thăm dò. Nếu như đã biết rõ cách thức đột phá thiên thần cảnh, cũng đã đầy đủ, bây giờ hắn muốn làm, chính là rời khỏi thiên địa lao ngục, tiến về chiến hồn đại lục. Không cẩn thận đi tới thiên địa lao ngục đã gần nửa năm, mặc dù cách kỳ hạn một năm còn một nửa thời gian, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác chiến hồn đại lục có chuyện gì đó muốn phát sinh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hận không thể lập tức trở về chiến hồn đại lục. Bên ngoài, bọn Sở Khinh Cuồng, Kiếm La và Tiếu Thiên Dương đang lẳng lặng chờ đợi, mấy người mặc dù tò mò Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng nói chuyện, nhưng vẫn là không dám tới gần. Cho dù Tu La Sơn chủ đã khôi phục hành động, cũng vẫn đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, không dám tự tiện rời đi. Két một tiếng, cánh cửa đại điện ầm vang mở ra, sau đó hai bóng người song song đi ra, chính là Tiêu Phàm và Lâu Ngạo Thiên. Công tử, mấy người Kiếm La vội vàng đi tới, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên tràn ngập vẻ kính sợ. Lâu huynh, người muốn đi? Bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện của Sở Khinh Cuồng cũng không tệ, liếc mắt liền nhìn ra cái gì. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể mang theo ngươi rời đi. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, hết sức trịnh trọng nhìn Sở Khinh Cuồng nói. Trên đời này, nếu như nói ai còn có thể lọt vào trong mắt Lâu Ngạo Thiên, cũng chỉ có Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm trong mắt hắn không chỉ là bằng hữu, cũng chính là đối thủ cường đại nhất. Mà Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên vẻn vẹn chỉ là coi hắn là bằng hữu mà thôi, dù sao hai người đã từng trải qua hoạn nạn cùng nhau. Sở Khinh Cuồng nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi nghiêm nghị, cuối cùng lắc lắc đầu nói, tương lai nếu có cơ hội, ta tìm ngươi uống rượu. Nói thật, Sở Khinh Cuồng ngược lại là muốn rời đi, nhưng chiến hồn đại lục còn có thân nhân của hắn, hắn cũng biết rõ thế cục của chiến hồn đại lục, hơn nữa hắn muốn vì chiến hồn đại lục cống hiến một phần lực lượng. Được, Lâu Ngạo Thiên hiểu ý cười một tiếng, sau đó nhìn qua đám người một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng, chắp tay một cái nói, Tiêu huynh, Sở huynh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, hai người Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng cũng đồng thời chắp tay một cái nói. Mà bọn Kiếm La, Tiếu Thiên Dương lại lộ ra vẻ thắc mắc, Lâu Ngạo Thiên nói muốn rời đi, đây là muốn rời đi nơi nào, mà lại ra vẻ bi thương như thế. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt, con người run lẩy bẩy. Xoẹt xoẹt, một tiếng kiếm rít bén nhọn vang lên, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ phát run, tại bên trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Lâu Ngạo Thiên bay lên, một kiếm nhằm thương khung chém tới. Chỉ thấy một tia ánh sáng màu vàng kim nhạt từ trên người hắn nở rộ, xông thẳng trời cao, toàn bộ thiên vực đều run lẩy bẩy, hư không trực tiếp bị xé mở một vết rách. Dường như muốn nghiền nát phiến thiên địa này. Một kiếm phá thương khung. Tiếu Thiên Dương hít một hơi lạnh. Hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên rất mạnh, nhưng đây là mạnh đến mức biến thái. Cũng ngay tại lúc này, cột sáng xuất hiện trước đó lại hiện ra lần nữa. Theo cột sáng kia nhìn lại, mọi người dường như nhìn thấy một cái thế giới mênh mông khác. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Lâu Ngạo Thiên liền lách mình tiến vào bên trong cột sáng, nhìn bọn Tiêu Phàm một cái, cũng không quay đầu lại bắn vào phía cuối cột sáng, mấy cái lắc mình đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, chân trời đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, cột sáng kia đột nhiên không ngừng vỡ nát, tựa như thế giới vỡ ra, tiếng vang thật lâu không dứt. Bên trên Tu La Sơn, vô số tu sĩ ngẩng đầu, lúc nhìn về phía đỉnh Tu La Sơn, nơi đó, có một cột sáng thông thiên triệt địa xông thẳng tới 9 tầng trời. Rất nhiều người còn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị một bóng người trong cột sáng hấp dẫn. Các ngươi nhìn kia, đó là cái gì, chẳng lẽ là có người phi thăng? Có người kêu lên sợ hãi, kinh hãi nhìn về chân trời. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cột sáng chống trời liền bắt đầu liên tiếp vỡ ra, dường như thế giới đang bị sụp đổ, đám người lại cũng không nhìn thấy gì bên trong nữa. Mà giờ phút này, một mảnh không trung phía trên Tu La cổ thành nơi xa, Cổ Nhược Trần mặc một bộ áo bào trắng đón gió mà đứng, trong con người hắn lưu động ánh sáng khác thường, dường như nhìn thấy tình cảnh ngoài xa mấy ngàn dặm. Thông đạo sụp đổ, vẻ mặt Cổ Nhược Trần hơi hơi nghiêm túc, không biết là kích động hay là lo lắng, ai cũng nhìn không thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thực lực của Tiêu Phàm chắc còn không đủ để phá hỏng thông đạo. Cổ Nhược Trần híp hai mắt, trầm ngâm nói, bất quá chuyện này đối với ta mà nói,
xác thực là một chuyện tốt, thời gian dành cho ta miễn cưỡng đầy đủ. Lời nói vừa phát ra, thân hình Cổ Nhược Trần lóe lên đã không thấy tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Trong mộ huyệt sâu trong Tu La Sơn, bọn Kiếm La và Tiếu Thiên Dương thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, bọn họ hiện tại rốt cục hiểu ra là Lâu Ngạo Thiên nói tới đi, là đi đến nơi nào. Lại là bay ra khỏi giới này. Hơn nữa, hắn không chỉ rời khỏi giới này mà còn phá vỡ truyền tống thông đạo, sau này rốt cuộc sẽ không ai có thể từ bên ngoài đi tới giới này. Nhưng đám người rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác, thông đạo này không phải thông tới Tu La Vương tộc sao? Lâu Ngạo Thiên dọc theo truyền tống thông đạo giết ra giới này, chẳng phải là sẽ xuất hiện ở Tu La Vương tộc. Trước đó thế nhưng là hắn đắc tội với thần vương của Tu La Vương tộc. Nếu như Lâu Ngạo Thiên xuất hiện ở Tu La Vương tộc, chờ đợi hắn đoán chừng chỉ có một trận chiến. Sau một lát, cột sáng chống trời hoàn toàn biến mất, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm trước tiên thu hồi ánh mắt, hắn tin tưởng Lâu Ngạo Thiên nếu dám dọc theo con đường này xông ra ngoài, thì nói rõ hắn có nắm chắc. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ Lâu Ngạo Thiên dụng tâm khổ sở, từ nơi này ra ngoài, cố ý hủy đi cái thông đạo này, cũng là giúp cho Tiêu Phàm giảm bớt một đại địch là Tu La Vương tộc. Bây giờ chỉ còn lại ba phương thế lực truyền thừa điện, chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc, áp lực của Tiêu Phàm cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Ánh mắt của Tiêu Phàm rơi vào trên người Tu La Sơn chủ, sau đó từng bước một đi qua, bọn Kiếm La thấy thế, cũng vội vàng theo sau Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người muốn làm cái gì? Sắc mặt của Tu La Sơn chủ khó coi vô cùng, hắn biết rõ Tiêu Phàm sẽ không giết hắn, là bởi vì hắn còn có một chút giá trị lợi dụng. Tương tự, Lâu Ngạo Thiên không giết hắn, cũng là bởi vì lưu hắn cho Tiêu Phàm xử trí mà thôi. Bây giờ, cho dù hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, dù sao một màn Tiêu Phàm lập tức giết chết thiên thần cảnh vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt. Tu La Sơn chủ, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có quý trọng hay không là việc của ngươi. Giọng điệu của Tiêu Phàm vô cùng bình thản. Hắn nói tự nhiên là chuyện mời Tu La Sơn chủ trở thành phó điện chủ Tu La Điện trước đây. Tu La Sơn chủ lúc ấy vốn cực kỳ khinh thường, nhưng mà bây giờ, cho dù hắn muốn trở thành phó điện chủ Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng sẽ không nhận. Lại cho ngươi một cơ hội, ta vừa vặn còn thiếu một hộ pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tiêu Phàm tủm tỉm cười nhìn Tu La Sơn chủ nói, ngữ khí mười phần bình tĩnh, không dấy lên bất luận gợn sóng nào. Nhưng lời này ở trong tai Tu La Sơn chủ lại là cực kỳ chói tai, hắn đường đường là thiên thần cảnh, vậy mà chỉ có thể trở thành hộ pháp của Tu La Điện sao? Hắn ngược lại là muốn cự tuyệt, chỉ là nếu cự tuyệt, Tiêu Phàm sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng, Tiêu Phàm có lẽ không sợ thiên thần cảnh, nhưng người bên cạnh hắn sợ. Tu La Sơn chủ nếu muốn tìm Tiêu Phàm phiền toái, căn bản cũng không cần đi đối phó Tiêu Phàm. Trực tiếp đối phó người bên cạnh hắn là được rồi. Cho nên, hắn rất rõ ràng lựa chọn này đại biểu cho cái gì, đồng ý, sau này hắn sẽ là hộ pháp của Tu La Điện, không đồng ý, chính là chết. Ta không có nhiều thời gian cho ngươi cân nhắc, ngữ khí của Tiêu Phàm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hiện tại trong mắt hắn, thiên thần cảnh cũng không phải là cao cao tại thượng. Huống chi, bây giờ hắn đang vội vã rời khỏi thiên địa lao ngục, trở lại chiến hồn đại lục. Sắc mặt của Tu La Sơn chủ rung động, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa như đang xoắn suýt cái gì, thật lâu, hắn đột nhiên quỳ một chân xuống đất, thần Thiên Nghiêu bái kiến điện chủ. Thần Thiên Nghiêu, ngươi cùng thần Vô Tâm là cùng một mạch, Tiêu Phàm cũng không có quá mức kích động, ngược lại cau mày hỏi. Họ này của Tu La Vương tộc thật khó hiểu, Tu La Sơn có ba dòng họ, đó là thần, lãnh, tả, Tiêu Phàm mặc dù không biết quan hệ giữa ba dòng họ là như thế nào. Nhưng có một chút hắn rõ ràng, họ thần, mới là chủ mạch chân chính. Thần Thiên Nghiêu cau mày, hiển nhiên là đang do dự đến cùng có muốn trả lời vấn đề của Tiêu Phàm hay không. Chúng ta xem như cùng một mạch, thần Vô Tâm là thiếu chủ Tu La đế tộc, có điều ta chỉ là một người bình thường của Tu La đế tộc mà thôi, may mắn được tộc trưởng chọn chúng, đi tới giới này. Thần Thiên Nghiêu nghĩ lại, vẫn là nói ra. Tu La đế tộc. Tiêu Phàm đã không chỉ là lần thứ nhất nghe được mấy chữ này, có vẻ như Tu La đế tộc so Tu La vương tộc còn cường đại hơn nhiều, bằng không, bọn họ cũng không có khả năng nhúng tay vào chuyện của Tu La vương tộc. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu nói, các tộc trong thái cổ thần giới san sát,
vương tộc mặc dù không tính là tồn tại cao cấp nhất, nhưng cũng là 10 phần cường đại, mà đế tộc càng là tồn tại phượng mao lân giác. Nói đến đây, trên mặt Thần Thiên Nghiêu lóe qua một tia kiêu ngạo, dù là hắn chỉ là một người bình thường của Tu La đế tộc, đó cũng là để cho những người khác ngước nhìn. Được, lập chủ tớ khế ước đi, Tiêu Phàm cũng không có nhiều thời gian cùng hắn lãng phí ở chỗ này như vậy. Chủ tớ khế ước, vẻ kiêu ngạo của Thần Thiên Nghiêu trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô cùng âm trầm, giọng nói lạnh lùng nói, Tiêu Phàm, người đừng ép người quá đáng. Hắn đường đường là Tu La Sơn chủ, lại bị bước đến cùng người khác ký kết chủ tớ khế ước, hắn rất rõ ràng, nếu quả thật ký kết chủ tớ khế ước, Tiêu Phàm muốn cho hắn chết là chuyện rất đơn giản. Ép người thì đã làm sao? Ngữ khí của Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Mí mắt Thần Thiên Nghiêu hơi nhíu lại, bị khí thế trên người Tiêu Phàm chấn kinh, hít sâu một cái nói, ta Thần Thiên Nghiêu nói lời giữ lời, nếu lựa chọn thần phục với ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi cảm thấy ta còn tin tưởng ngươi sao? Trước đó ngươi không phải cũng đồng ý với ta, cùng nhau chia Tu La Vương truyền thừa với thần tàng, nhưng vừa rồi ngươi đã làm gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Trước đó bọn họ ước định, Tu La Vương truyền thừa về Tu La Sơn, mà những chân bảo khác về hắn, nhưng từ đầu đến cuối, Tu La Sơn vẫn là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên xuất hiện kịp thời, bây giờ Tiêu Phàm cũng đã chết, làm sao còn có thể cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Tiêu Phàm phạm một lần sai lầm thì thôi đi, hắn sẽ không phạm sai lầm giống trước đây nữa. Thần Thiên Nghiêu không biết nói gì, nếu như đổi lại là hắn, cũng khẳng định sẽ không tin tưởng, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thường nói cũng không phải là không có đạo lý. Thần Thiên Nghiêu khẽ cắn môi, hắn đánh ra từng đạo thủ quyết, vẫn là cùng Tiêu Phàm ký kết chủ tớ khế ước. Lúc này Tiêu Phàm mới hài lòng gật gật đầu, có một đạo trói buộc này, hắn cũng sẽ không sợ bị Thần Thiên Nghiêu uy hiếp. Bàn giao chuyện ở Tu La Sơn lại, rồi cùng ta rời đi. Tiêu Phàm dùng giọng điệu ra lệnh nói, sau đó không khỏi nhìn về phía chân trời, trong lòng âm thầm nói, Thi Vũ, các huynh đệ, mọi người chờ ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.